Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông. Tập 82. Già Thiên, chương 811, cảm ứng tới từ Bắc Đẩu Tinh Vực. Bắc Đẩu Cổ Tinh Vực, ở trong một vùng hoang dã. Có một nam nhân cao lớn hơn người thường tới 2-3 cái đầu, toàn thân đầy máu, tóc tai bù xù, dùng một thân pháp quỷ dị di chuyển. Phía sau hắn là một thân ảnh mông lung, lóe lên như thần linh, trong chốc lát lại biến mất rồi đột ngột xuất hiện, đuổi giết hắn. Yêu đế cửu trảm, hóa đạo. Nam nhân cao lớn ở phía trước hét lớn, lúc này trong mắt bắn ra một luồng sáng hình rồng chém lên thân ảnh mông lung kia. Thần thuật thanh đế lưu lại quả nhiên là cái thế. Ngươi mặc dù có thể so với thánh chủ nhưng đáng tiếc lại gặp phải ta, cuối cùng vẫn còn kém một bậc. Nam nhân ở phía sau điểm ra một chút. Một luồng thần quang ngập trời lập tức bao phủ cả vùng đất này. Ông màu nhiều năm nay đều như vậy, chưa bị các ngươi giết chết. Ta không tin là hôm nay lại ngã xuống ở đây. Bàng Ba quát. Hắn mày rậm mắt to, rất khôi ngô, lúc này toàn thân nhuộm máu, yêu đế cửu trảm cũng đều xuất ra hết, lập tức đánh xuyên tới, đại chiến với người nọ. Bắc vực, trong một dãy núi nguyên thủy không có một ngọn cỏ, đất chết kéo dài vạn dặm. Hầu tử hòa nhân kim tinh, hai luồng sáng bừng lên chiếu rọi bầu trời. Trên người hắn có vài vết thương. Đại côn ô kim trong tay hắn dính máu, từng vết, có vết là của kẻ địch, cũng có vết là của chính hắn. Phía sau hắn là dã ma nhân đầy thương tích, cầm lang nha bổng, lưng đỡ lý hắc thủy cả người rách dưới, liên tục ho ra máu. Thánh hoàng tử ngươi đừng sai lầm nữa. Bên kia có một người liên tục cười lạnh. Ra tay với ta. Tốt lắm, tốt lắm. Ta thật sự muốn xem hôm nay các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Ta phải giết hết các ngươi. Hầu tử vô cùng phẫn nộ, trên người dù không ít vết thương, lông vàng toàn thân đều nhuốm máu. Thánh hoàng tử, ngươi nên biết rằng lúc này thiên hoàng thần tử có thân phận hiển hách hơn ngươi nhiều. Đang như mặt trời ban trưa. Ngươi nếu lựa chọn như vậy thì tình thế của ngươi bất lợi rồi đó. Một kẻ truy sát lạnh lùng nói. Hả, hậu nhân của bất tử thiên hoàng muốn ra tay sao? Ánh mắt hầu tử lóe sáng. Người phía trước cười lạnh lùng, không nói gì nữa, trong mắt lộ vẻ tang thương, dường như có năm tháng biến đổi, có núi sông sụp đổ, có khí tức của cao thủ tuyệt thế lưu chuyển. Nếu biết trước thế này thì năm đó tiểu diệp tử ở giao trì sau khi cắt tảng đá đó ra nên đập nát quả trứng đó, không nên đưa cho tên sói giả vương thái cổ kia. Lý Hắc Thủy sắp chết gian nan nói, ngươi khinh nhờn thiên hoàng thần tử của cổ tộc, nếu để người nghe được thì sẽ trấn áp ngươi vĩnh viễn dưới luyện ngục. Mấy người đuổi giết cười lạnh. Trấn áp con mẹ ngươi. Ông mày dù sao cũng không sống nổi, có trấn áp thân thể thì lại khiến ta sống hơn một vạn năm, chịu đủ loại giày vò trong luyện ngục cho biết cũng tốt. Lý Hắc Thủy kêu lên. Điều này cũng đúng. Một kích tất sát trong thần thuật đại đế cổ đại sáng tạo ra, dù là thánh thể Diệp Phàm kia trở về cũng hẳn phải chết. Đáng tiếc là hắn không bao giờ có thể xuất hiện trên đời nữa. Không giết hắn đúng là một điều tiếc nuối. Ông, đại côn ô kim đập nát hư không. Lông vàng toàn thân hầu tử tỏa ra thần quang vạn trượng, hét lớn, ít lời thừa thôi. Để hôm nay ta đập chết toàn bộ các ngươi. Phía nam của Đông Hoang, tại một ngọc đài trên một ngọn núi nguy nga cao ngất, có một nữ tử áo tím đang nhìn lên tinh không, suy nghĩ xuất thần. Không bao lâu sau, một người đầy vết máu, trên đầu bao phủ một vầng sáng bước từng bước đi tới đài ngọc, tràn ngập vẻ mỏi mệt, trên người có rất nhiều vết thương đáng sợ. Ta tới chậm rồi, chỉ thấy một số vết máu và xương cốt. Ta đại chiến với người khác một hồi, chỉ hy vọng bọn họ không việc gì. Chẳng lẽ lại giống như con kia, chết trận rồi từ đó biến mất trên đời sao? Những năm gần đây cô bé con ở nơi nào? Nữ tử bị ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ, trong vắt xuất trần, giống như thần nữ trên cung Quảng Hà này chính là Cơ Tử Nguyệt. Ta thật sự hy vọng con chó đó chưa chết. Nếu có thần trận của nó vô cùng của nó thì bọn họ sẽ sống tốt hơn nhiều. Cơ Hạo Nguyệt thở dài một hơi, ánh sao sáng lạn ở xa xôi vô tận. Cơ Tử Nguyệt nhìn lên bầu trời, chăm chú nhìn về phía khác nói, thời gian như nước, chớp mắt đã 12 năm trôi qua. Ở Tử Vi Cổ Tinh vực xa xôi, Diệp Phàm cũng đang nhìn bầu trời sao. Hắn không phân biệt được đâu là địa cầu, đâu là Bắc Đẩu bởi vì đang ở cổ tinh bất đồng, hiện tượng thiên văn mà hắn nhìn thấy không giống nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, hắn nghĩ tới rất nhiều điều, nhớ nhung thân nhân nơi quê nhà, nhớ lại tất cả trải nghiệm ở Bắc Đẩu Cổ Tinh vực.
Hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc chia tay, Cơ Tử Nguyệt mỉm cười rơi lệ, lời nói vẫn vang lên bên tai hắn, đêm tới ta sẽ nhìn lên bầu trời, nhìn về phía này chúc phúc cho ngươi. Ta biết ngươi cũng đang nhìn ta, nếu ngươi cũng có thể nhớ tới ta, có thể nhìn thấy một vùng tinh không này, ta ở đây. Đang nhìn lại, lúc ấy nụ cười của nàng thật tươi sáng nhưng rõ ràng ẩn chứa nước mắt. Sau đó hắn nghĩ tới những cố nhân khác, trong lòng đột nhiên rung động. Kẻ đáng chết đã bị giết nhiều lắm, giáo chủ Âm Dương giáo đã chết. Vương Đằng cũng bị hắn chém, bọn họ phải không có kẻ địch mới đúng. Nhưng Diệp Phàm lại thấy hơi bất an, Bàng Bác thân là truyền nhân của Thanh Đế, có yêu tộc bảo vệ. Lý Hắc Thủy là con cháu của 13 đại cường đạo, chỉ có kẻ đuôi mù mới dám chọc. Vì sao mỗi lần ta nhìn về phía bắc đầu cổ tinh vực, nghĩ tới bọn họ lại đều cảm thấy bất an? Diệp Phàm đứng trên ngọn núi, bị ánh trăng bao phủ, toàn thân phát sáng. Hắn nhìn về phía bắc đầu cổ tinh vực, đau khổ suy tư, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. 12 năm, ta muốn qua về bắc đầu. Ta muốn gặp bọn họ, ta phải rời khỏi Tử Vi cổ tinh vực. Nhưng vượt qua tinh vực nói dễ hơn làm, ngay cả thánh nhân thượng cổ cũng rất khó làm được. Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đại Hắc Cẩu, cô bé, Cơ Tử Nguyệt. Một loạt những khuôn mặt sống động hiện ra trước mắt hắn. Kiếp này hắn còn có thể gặp lại họ sao? Trong đêm khuya, Diệp Phàm ngồi xếp bằng dưới một tán tùng xanh, trên đỉnh đầu là vầng trăng bạc, đột nhiên gặp ác mộng. Đại Hắc Cẩu chết trận, Ngô Trung Thiên bị người giết chết. Liễu Khấu bị trấn áp thành thịt nát. Bàng Bác toàn thân đầy máu nhìn hắn cười thảm. Hầu Tư đại chiến đẫm máu với người khác, rất thảm thiết. Cô bé con cũng đi lạc mất. Không, Diệp Phàm kêu to, kinh hoàng tỉnh lại. Hắn vốn là cường giả tới độ này, rất khó sinh ra mơ mộng như vậy. Điều này khiến toàn thân hắn đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ dự cảm của ta là sự thật, bọn họ gặp phải đại nạn rồi. Hiện giờ tình cảnh rất gian nan, bị vây trong sinh tử, dãy giụa đẫm máu mà sống. Ta phải trở về, nhất định phải trở về. Hắn đứng thẳng dậy. Cách đó không xa, Tiểu Đồng Đồng đang nói mê, nằm trên lá thông ngủ rất say sưa. Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Khi tia sáng bình minh đầu tiên xuất hiện, Diệp Phàm đứng thẳng dậy, đón ánh nắng tràn tới, ánh mắt trong suốt. Từ hôm nay trở đi hắn phải cố gắng trở về. Hắn đặt Tiểu Đồng Đồng lên đầu vai lên bầu trời, bắt đầu tìm tới tận nói xem xét di tích cổ, tìm kiếm đường về. Phàm là những địa phương có truyền thuyết về ngũ sắc tế đàn, hắn đều để lại dấu chân. Những ngày này Lục Nha giống như điên cuồng tìm kiếm Diệp Phàm, bay tới phía Đông Thần Châu, không ai dám chọc tới. Thiên tài đáng sợ nhất của bộ tộc Kim Ô, cầm binh khí của thánh nhân trong tay, ai mà dám trêu vào chứ? Rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ, tất cả đều tránh lui. Thần Châu đại loạn, rất nhiều tu sĩ tới. Nơi này, muốn chứng kiến một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Lục Nha hơn xa so với tiểu đầu sò xích dương của bộ tộc Kim Ô, mạnh hơn hẳn chín thái tử khác. Đây là nhận thức chung của mọi người, bằng không thì vương của bộ tộc Kim Ô cũng không để hắn cầm thánh binh. Có thể hiểu được là hắn được yêu quý tới mức nào. Tuy nhiên Diệp Phàm căn bản không để ý tới việc này. Hiện giờ hắn đang tìm đường rời đi, rất coi nhẹ việc này. Nếu không có ngươi giết tới trước mặt thì hắn sẽ không cần phải huyết chiến. Nửa tháng sau Diệp Phàm phải thất vọng. Tất cả di tích, truyền thuyết đều đã thành hư vô, sớm mai một trong dòng chảy của thời gian. Thu hoạch duy nhất của hắn là ở một chiến trường thượng cổ của Thần Châu nhặt được mấy khối tinh thạch ngũ sắc lớn bằng nắm tay, còn tế đàn thì chẳng thấy bóng dáng. Không được, xem ra muốn theo con đường này mà trở về là không xong rồi. Phải tìm phương pháp khác thôi. Bỗng dưng Diệp Phàm nghĩ tới Lão Tử và Phật Đã. Hai vị cổ nhân này cũng tới đây. Tuy rằng hành tung sớm đã không thể kiểm nghiệm được nhưng con đường của bọn họ thì có lẽ còn có dấu vết. Bát Cảnh Cung, hai mắt Diệp Phàm lóe lên thần quang. Hắn có một mục tiêu mới. Có lẽ Thái Thanh Cảnh Bát Cảnh Cung có lưu lại cổ lộ của Lão Tử cũng không chừng. Nhưng nếu muốn tìm đường đi từ đó thì hơn phân nửa phải đánh tới đất tan biển động, hồng thủy ngập trời. Bởi vì năm đó Doãn Thiên Đức tọa quan, hắn bị thế nhân thần hóa, cũng đủ thuyết minh sự cường đại và đáng sợ của hắn. Cần tìm hiểu nhiều hơn, Diệp Phàm không muốn hành động vội vàng. Đối mặt với một nhân vật như vậy thì đương thời không ai dám nói là có thể trấn áp nổi. Uy thế của Doãn Thiên Đức rất mạnh, khiến tất cả tu sĩ đều khiếp sợ, áp đảo toàn đại lục, từng luận đạo với cả Kim Ô tộc vương, có thể biết là hắn sâu không thể lường nổi. Sáng sớm,
núi rừng tràn ngập sương mù. Mấy ngày nay mặt trời trên đầu cũng trở nên dịu dàng, không hề chói mắt. Trên lá cây, dây mây là những hạt sương đêm, lóe sáng như trân châu. Từng trận gió mang theo khí tức cỏ cây tươi mát thổi tới. Diệp Phàm đi tìm tới đàn tràng của Thượng Cổ Dục Nhân Đạo, tìm kiếm Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch, muốn từ bọn họ tìm hiểu nhiều thông tin hơn. Mẹ nó, họ Diệp khốn kiếp kia lại tới. Lệ Thiên nguyền rủa, đứng trên một cổ động nhìn bóng người phía dưới. Bên cạnh đó là một ngọn núi nguy nga quang đãng. Yến Nhất Tịch đi ra khôi động phủ, toàn thân mặc y phục màu bạc, trông rất tuấn lãng, có thể nói là phong thái như thần, nụ cười mê người đủ để khiến các nữ tử thét lên chói tai. Diệp huynh, chúc mừng trở về. Họ Diệp, ngươi nói 4 năm trước ngươi đã làm gì Y Khinh Vũ? Lê Thiên gân cổ hỏi, vẻ mặt rất khó chịu. Lâu lắm không gặp hai vị huynh đài. Diệp Phàm cười nói, lâu không gặp thì sao? Sư huynh ta vẫn phong lưu phóng khoáng như cũ, cả ngày trước hoa dưới trăng. Mà ta thì vẫn trước sau như một, bị khắp thế gian mắng là dâm tặc, bị mọi người đánh thảm con hơn chuột. Đương nhiên thần nữ lô cũng có thể khiến sư huynh ta lừa được không ít nữ tử. Thật ra Lê Thiên cũng khá anh tuấn, chẳng qua vẻ mặt đầy tà khí, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Diệp Phàm nói ý đồ hắn tới đây, muốn hiểu về Bát Cảnh Cung, muốn biết mọi chuyện của Thái Thanh Thánh Cảnh, thản nhiên nói với hai huynh đệ này là hắn muốn vượt qua tinh vực. Tên họ Diệp khốn kiếp, không, Diệp huynh, người siêu tốt họ Diệp, ngươi nói đúng là ý kiến không tồi. Ta rất tán thành, ta cũng rất mong chờ bắt đầu cổ tinh vực kia đó. Lòng ta trào dâng, lòng ta mênh mông. Lê Thiên vừa nghe ý tưởng của hắn, hai mắt liền sáng lên nói, nhiều chủng tộc như vậy, còn có thể có cả nữ tử thái cổ, đi tới đó nằm mơ ta cũng cười được. Đương nhiên ta nhất định sẽ thay đổi triệt để, hoặc là thay đổi hình dạng, từ nay về sau không còn là dâm tặc nữa, mà sẽ giống như sư huynh của ta, làm một tài tử phong lưu cầm thú cũng không bằng, trở thành thần tử vạn người mê, tung hoành vạn tộc thái cổ. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 812, Thần Nữ. Trong bụng có Thi Thư thì mới có khí chất như hoa. Thế nên thúc thúc ngươi nhất định chỉ có thể làm một dậm tặc thôi. Tiểu Đồng Đồng nghiêng đầu, chớp đôi mắt to, nói ra sự thật. Ở đâu ra thằng nhóc con này? Ý ngươi nói là trong bụng ta chỉ có âm khí hả? Lệ Thiên trừng mắt nhìn tên nhóc một cái. Diệp Phàm cười nói, trẻ con hay nói thật. Họ Diệp ngươi có ý gì hả? Vẻ mặt Lệ Thiên khó chịu nói. Ngươi nếu muốn theo ta đi bắt đầu thì tốt nhất mang theo thần nữ lô. Bằng không mỹ nhân thái cổ cũng chẳng dễ ăn đâu, một bàn tay nhỏ dài như ngọc nói không chừng có thể đập chết ngươi. Đến lúc đó bảo ngươi không làm nổi dâm tặc mà chỉ làm được thái giám thôi. Thế cũng tốt, từ đó về sau cải tà quy chính, làm một người tốt trên đời này. Khuôn mặt Lệ Thiên cũng coi là tuấn tú, lập tức sụ mặt xuống, trông càng khó chịu, lườm Diệp Phàm trắng mắt. Ngươi đừng có khó chịu. Lời ta nói là thật đó. Lời thật cái rắm. Ta lại thích nữ tử thái cổ mạnh mẽ. Đợi Lệ Thiên thần tử giáng trần, lúc đó toàn bộ thế giới đều run rẩy. Lệ Thiên nói rất mạnh miệng. Diệp Phàm ước gì có hắn đi theo. Nếu mang theo thần nữ lô thì dưới đế binh gần như là vô địch. Bởi vì nó là binh khí do đại đế cổ tự tay luyện chế. Đây là huyết mạch còn lại của thánh hoàng nhân tộc sao? Yến Nhất Tịch mỉm cười nói, giống như tiên giáng phàm, phiêu giật mà nho nhà. Tiểu Đồng Đồng chẳng cần làm gì cũng khiến người ta nhìn thấy rõ là hắn bất phàm. Bởi vì trong cơ thể hắn có thần dương, cốt nhục trong suốt, tràn ngập ánh sáng, là một hạt giống không tồi. Đẻ ta, dạy dỗ vài năm nhất định có thể kinh diễm thiên hạ. Vẻ mặt Lệ Thiên đầy tà khí, xoa xoa đầu Đồng Đồng, kéo tới trước người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng lập tức nhăn như bị, cái miệng mím lại lộ rõ vẻ không vui. Tên nhãi này có biểu hiện kiểu gì đấy? Bao nhiêu người khóc lóc cầu ta dạy cho 2-3 chiêu không được, ngươi lại biểu hiện như dẫm phải cướp chó là thế nào? Lệ Thiên nói. Tiểu Đồng Đồng rất không vui, khi hắn đang nói liền đạp cho hắn một bước, làm cho trán Lệ Thiên nổi đầy gân xanh, suýt nữa là nổi điên. Con mẹ nó, thằng nhãi này, ngươi cố ý đó à? Xin lỗi nhé, thúc thúc dâm tặc, ta không cố ý đâu. Đồng Đồng nói với vẻ rất vô tội. Địt mẹ. Diệp Phàm tiến lên, nói, đây là hậu nhân của nhân hoàng, ngươi đừng có mơ tưởng nữa,
cẩn thận Thái Dương Thánh Hoàng ở dưới suối vàng biết sẽ nhảy lên bóp cổ ngươi đó. Hắn lại hỏi han kỹ càng tình huống của Thái Thanh Thánh Cảnh, biết tỉ mị chuyện Bát Cảnh Cung, Huyền Đô Động, tìm kiếm cổ lộ về nhà. Lệ Thiên nói, địa phương kia ai cũng không thể vào, bị Doãn Thiên Đức độc chiếm, ai lại mạo hiểm chứ? Tên kia mười mấy năm trước đã đánh cho giáo chủ khắp thiên hạ không dám nói gì rồi. Yến Nhất Tịch nói, ta nghe nói hắn có hai đồng tử, một người cùng với đệ đệ đã bị ngươi giết, một người còn lại ra ngoài giúp hắn mua thuốc luyện đan, có thể tìm tới hỏi chuyện. Nếu muốn tiến vào Bát Cảnh Cung, thì hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Doãn Thiên Đức noi theo cổ nhân cưỡi trâu xanh đi về phía Tây, thể ngộ đạo chân nghĩa. Nay Thái Thanh Thánh Cảnh không người cố thủ rồi. Lệ Thiên nói, Diệp Phàm nhíu mày. Người này quả thực đáng sợ, vì tu luyện có thể bỏ qua tất cả, ngay cả mối thù giết đệ đệ cũng không báo, cưỡi trâu đi về phía Tây. Hắn tuy rằng không ra tay nhưng lại nói một câu là chém người tế đạo. Điều này khiến rất nhiều thế lực lớn không dám mượn sức ngươi nữa. Đây là một loại uy hiếp cường đại, chỉ cần một lời nói khiến khắp nơi phải kiêng kỵ, còn thật sự phải cân nhắc hậu quả. Uy thế của hắn có thể thấy quá rõ ràng rồi. Chém ta tế đạo, tốt lắm. Hắn rốt cục cũng nói ra một câu như vậy. Nói xong lại vô vi hờ hững cưỡi trâu về tay, thật sự là đáng sợ. Mà nay phiền toái của ngươi cũng không nhỏ. Lục Nha mang theo Ô Xí Lưu Kim Đảng đi về phía Đông Thần Châu tìm ngươi, muốn đánh người thành bùn máu. Yến Nhất Tịch nói, Lục Nha là anh tài mấy vạn năm mới xuất hiện của Kim Ô tộc, thiên phú tuyệt luân, bế quan 4 năm, phía sau liền hiện ra cửu đại pháp tướng của Tổ Ô, khiến thiên hạ khiếp sợ. Ngươi rốt cục có quan hệ với Y Khinh Vũ như thế nào? Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói nàng cũng đến Thần Châu. Lệ Thiên liếc Diệp Phàm, hỏi, Quảng Hàn Khuyết có nàng rồi, không nên gây xung đột. Tới thời khắc mấu chốt nàng sẽ đứng về phía ta. Diệp Phàm nói, đệ nhất mỹ nữ của thiên hạ, một đóa hoa tươi rực rỡ chói mắt lại bị con trâu như ngươi ăn mất rồi. Lệ Thiên tức giận bất bình nói, vẻ mặt Diệp Phàm cũng khó chịu, muốn tát cho hắn một cái. Tên khốn kiếp này thật là không ra gì. Y Khinh Vũ lúc này được tôn sùng như thần nữ, tư thái như tiên thiên, được hào quang bao phủ, băng thanh ngọc khiết. Bất kể đi tới đâu nàng cũng có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nguyện quỳ gối dưới chân nàng. Nàng là hóa thân của sự thánh khiết và xinh đẹp. Vẻ mặt Lệ Thiện đầy tà khí, nói, ngươi đó, thần nữ được mọi người cúng bái, tỏa sáng như minh châu cuối cùng lại cấu kết với ngươi. Đừng có nói lung tung. Nàng là một người hợp tác rất cường đại, trở thành thần nữ đệ nhất thế gian, ưu đãi sẽ rất nhiều, tương lai khi Doãn Thiên Đức ra tay có thể toàn lực trợ giúp cho ta. Kế hoạch nuôi dưỡng thần nữ ma quỷ, ngươi khiến những thanh niên tuấn tú đang cúng bái nàng mà biết thì sẽ thế nào đây? Diệp Phàm và hai huynh đệ này thương lượng rất lâu. Hai người này đều định đi tới Bắc Đầu Cổ Tinh Vực, chỉ vì xú danh của thần nữ Lô quá rõ ràng, khiến nhân thần công phẫn mà thôi. Tên đồng tử của Bát Cảnh Cung kia là một vị đại yêu biến thành, thu thập cổ dược ở Thần Châu. Đám Diệp Phàm quyết định bắt hắn trước, hỏi xem rốt cục là thế nào. Yến Nhất Tịch nói, giờ ngươi dẫn động phong vân trong thiên hạ, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Tối thiếu là gần đây có Lục Nha mang theo thánh binh tới làm phiền. Không sao, các ngươi không phải nói Y Khinh Vũ ở Thần Châu sao? Ta đi tìm nàng nhờ nàng hỗ trợ giải quyết tất cả những kẻ gây náo loạn. Diệp Phàm tạm thời giao Tiểu Đồng Đồng cho hai sư huynh đệ này. Tên nhóc lập tức khóc lóc, vẻ mặt khổ nào, liên tục nói không muốn ở với dâm tặc. Khóc cái gì? Thúc thúc dạy ngươi thế nào để trở thành dâm tặc đệ nhất thiên hạ. Đợi tới khi ngươi lớn rồi sẽ cảm kích ta cả đời. Đây là vận may còn lớn hơn cả khi đạp cướp cho đó. Người khác cầu còn không được ấy. Rất không hay là Tiểu Đồng Đồng lại đạp hắn một đạp, miệng khóc to, la hét không muốn làm dâm tặc. Vẻ mặt Lệ Thiên không vui, lông mày dựng đứng nói, con mẹ nó, thằng nhãi cố ý phải không? Tiểu Đồng Đồng há miệng khóc lớn nói, thúc thúc, xin lỗi mà, ta không muốn làm dâm tặc. Ngươi để người khác làm đi. Mẹ kiếp, lần đầu tiên ta gặp phải một đứa nhỏ như ngươi. Lệ Thiên tức tím mặt. Phía Đông Thần Châu, núi lớn nguy nga, non sông tráng lệ, rất nhiều linh sơn cổ mạch, cũng không biết chôn vùi bao nhiêu chuyện cũ kinh thiên động địa. Ở khu vực này có truyền thuyết vô tận về đại đế cổ, thần linh vực ngoại, về nhân tộc trước thái cổ. Lạc Hà Sơn khắp nói đồi đều là màu đỏ, bốn mùa như nhuốm máu. Tương truyền có thần linh vực ngoại bị đánh chết ở nơi này, nhuốm đỏ cây cối ở đây, vĩnh viễn không phai màu. Một ngày nọ, trên ngọn núi xuất hiện một đôi nam nữ,
Nam nhân mặc áo lam, không nhiễm một hạt bụi, hạ xuống trông rất thanh tú xuất trần. Nữ tử có vầng sáng thần thánh bao phủ, kinh diễm thế gian, giống như cửu thiên huyền nữ hư hư thực thực chuyển thế, mái tóc dài đen nhánh buông xuống, khuôn mặt trái xoan nõn nà, còn trắng hơn cả sữa dê. Nhất là đôi mắt lại linh động vô cùng, dáng người nàng thon thả, mỗi một tấc da thịt đều có ánh sáng tràn ngập, váy dài màu tuyết trắng thướt tha trên mặt đất, không nhiễm một tia khí tức phàm trần, không nhuốm khói lửa nhân gian. Tại mi tâm của nàng có một điểm son, nở rộ tiên quang trong suốt, khiến nàng giống như có thêm vẻ đẹp vô tận. Nàng đứng đó khiến thiên địa ảm đạm đi, vạn vật đều mất đi ánh sáng. Ngươi có thể trốn ra khôi địa phương đại đế cổ trục xuất tội nhân, thật sự khiến người ta giật mình. Giọng nói của Y Khinh Vũ rất cuốn hút, lọt vào tai là khó quên nổi, phi thường êm tai. Ngươi nên cảm thấy may mắn là ta còn sống, bằng không nguyên thần của ngươi cũng chậm rãi chết héo đi đó. Diệp Phàm tiến lên, khẽ vuốt lên mái tóc sáng như tơ lụa của nàng, từng làn hương thơm truyền tới. Y Khinh Vũ rất yên tĩnh, y phục trắng như tuyết phấp phới, dáng người thon thả xinh đẹp không chút tì vết, gương mặt lộ ánh sáng khiến người ta nhìn vào phải thấy xấu hổ. Ngươi tìm ta đi đối phó với Lục Nha và Thái Âm Thần Giáo hay là đối phó với Doãn Thiên Đức đây? Nàng rất bình tĩnh nói, ta thích nữ tử thông minh. Thần nữ Y Khinh Vũ nhất định sẽ trở thành đệ nhất tại vùng tinh vực này. Ngón tay của Diệp Phàm vuốt qua sợi tóc thơm của nàng. Y Khinh Vũ rất ung dung đứng đó, giống như phân thân của thần nữ tới nhân gian, cao không thể với tới, xinh đẹp không chút tì vết, lúc này lại cất giọng mỉa mai nói, ngươi đang trào phúng ta sao? Tất cả lời nói của ta đều là sự thực. Tương lai cả cổ tinh này duy nhất chỉ có ngươi có thể chứng đạo. Ngón tay của Diệp Phàm vuốt, hai má mịn màng của nàng, cuối cùng khiến nàng nhíu mày mới lui lại phía sau một chút. Vẻ xinh đẹp của nàng không phải bình thường, có khí tức yên lành thần thánh, không thể cho phàm nhân khinh thường, giống như tiên tử xa vời tại tiên cung. Diệp Phàm nở nụ cười, nói, suýt nữa ta còn nghĩ ngươi đã chảm đạo, tiên tâm không thể lay động rồi. Hóa ra vẫn còn ở nhân gian, ngươi sợ sao? Y Khinh Vũ cũng nở nụ cười, vô cùng động lòng người, lộ ánh sáng chói mắt, phong tình trong khoảnh khắc, khiến ngay cả người đá cũng phải động lòng. Ta có gì phải sợ? Đối mặt với mỹ nhân đệ nhất thế gian, ta nghĩ những người cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân ngươi phải ghen tị với ta đó. Nói đi, rốt cục là ngươi muốn đối phó với ai? Y Khinh Vũ khẽ vuốt tóc, trông duyên dáng yêu kiều, toàn thân tỏa sáng kinh người. Lục Nha, ta gần đây không muốn hắn huyên náo. Một số người khác nữa, ta muốn bọn họ yên lặng một chút. Diệp Phàm lên tiếng, ngươi nói nghe dễ nhỉ. Lục Nha ngưng tụ ra cửu đại tổ ô pháp thân, cầm ô xí lưu kim đảng trong tay, trên đời này có mấy người giết nổi hắn. Diệp Phàm vươn cánh tay ra ôm khẽ cái eo nhỏ kia, đi về phía trước nói, ngươi dưới tình huống không bại lộ, tận tình thi triển thủ đoạn chưa chắc đã không giết được hắn. Ngoài ra ta muốn tìm hiểu tất cả mọi người của Bát Cảnh Cung. Y Khinh Vũ nhẹ nhàng giãy ra, mái tóc bay múa, thướt tha lay động lòng người, cười nhạt nói, ngươi ở đây, không sợ ta sẽ thoát khôi gông cùm xiềng xích sao? Ta sợ sao? Diệp Phàm cười to, ôm chiếc eo nhỏ nhắn của nàng. Từng luồng hương thơm truyền tới, đi về phía khu rừng nói, ngươi dù trở thành nữ thánh nhân kinh diễm muôn đời thì ta cũng sẽ không lạc hậu, đủ trấn áp được ngươi. Ta nếu có thể trở thành nữ thánh nhân kinh diễm muôn đời thì ngươi cho rằng còn có thể đuổi kịp bước chân ta sao? Y Khinh Vũ nói giọng mỉa mai, tỏa ra mị lực kinh người. Ngươi có thể chờ mỏi mắt đi. Diệp Phàm ôm vòng eo của nàng, đi về phía trước nói, trên con đường của thánh nhân ngươi sẽ không cô đơn đâu. Nhìn dáng vẻ của hai người thì thật giống như một đôi đạo lữ, quần anh tụ hội, ai có thể ngờ rằng bọn họ đều đang tính kế lẫn nhau. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 813, Nguyên Khư. Trên Lạc Hà Sơn, bàn tay trắng nõn của Y Khinh Vũ đánh một cái san bằng cả ngọn núi. Gió núi gào thét, mảnh gỗ vụn bay khắp nơi, cây cỏ điêu linh, khô vàng héo úa, trông như mùa thu hiu quạnh vậy. Nàng có tư thái như thần nữ, chiếc eo nhỏ nhắn đung đưa như mỹ nhân à, dáng người thướt tha, mái tóc đen nhánh. Lúc này khuôn mặt nàng ửng hồng như một dạng mây đỏ, thiên kiều bá mị, điên đảo chúng sinh, một cái nhíu mày nhăn mặt cũng khiến cho mỹ nhân trong thiên hạ mất hết nhan sắc. Y phục của nàng trắng như tuyết, nhẹ nhàng vung tay kéo áo, tóc đen tung bay, khuôn mặt trái xoan trắng bóc,
Đôi mắt đen như hắc bảo thạch, ẩn chứa linh khí, mang theo một tia giận dữ. Trông nàng thật giống như tiên tử đạp sóng bay đi vậy. Diệp Phàm rất ung dung, bước chân đạp lên tầng dây mây hỗn độn, bước qua hoa lá héo úa điêu linh, từng bước đi dọc theo ngọn núi gầy mà lên, mang theo nụ cười bay về phương xa. Nguyên Khư mà một địa phương thật đặc biệt, hàng năm đều tràn ngập linh khí, không nồng đậm nhưng cũng rất tinh thuần, thích hợp cho các loại thảo dược. Có người nói thời thượng cổ nơi này là một vùng dược viên, có các loại cổ dược vương, thu nạp tiên khí, ẩn chứa đủ loại thực vật thanh tú trong thiên hạ. Có người còn nói căn bản nơi này là do thần nhân dùng đại pháp lực rút một khối đất từ Bồng Lai Tiên Đảo ở Đông Hải mang tới đây, luôn có tiên khí tràn ra. Còn có người nói nơi này vốn là chỗ của thần linh, có thể tụ tập thiên nguyên địa khí. Đáng tiếc là thời Thái Cổ bị đánh hỏng, trở thành một vùng nguyên khư. Nó ở trung tâm của thần châu, tu sĩ về sau hễ bay ngang qua liền trao đổi linh dược, lâu ngày trở thành một địa phương danh tiếng. Mà nay cổ dược, chân liệu, các loại tài luyện liên quan tới tu luyện đều có thể trao đổi ở nơi này. Nó nổi danh tới mức những người ở lục địa khác cũng tới. Diệp Phàm hạ xuống, đã hẹn kỹ với Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên, lúc này sẽ gặp nhau, tìm bắt đồng tử của Doãn Thiên Đức kia. Nguyên Khư nghe đồn có cổ dược vương quý giá sắp sửa bán đấu giá, người nào trả giá cao sẽ có được, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Doãn Thiên Đức, chủ nhân của Bát Cảnh Cung, kế thừa tất cả Thái Thanh Thánh Cảnh, những năm gần đây thường xuyên luyện đan. Có người nói hắn mỗi lần mở lò đều có khí lành bốc lên tận trời cao, đan dược rất quý báu, có thể khiến xương cốt sinh ra thịt. Bảo đan hắn luyện ra có lợi ích rất lớn đối với tu luyện, lục nha, tam khuyết đạo nhân gặp bình cảnh cũng đều nhờ linh đan này mà vượt qua. Cho nên hắn có nhu cầu rất lớn đối với các loại đan dược, vì luyện cửu chuyển linh đan trong truyền thuyết mà đặc biệt sai một vị đồng tử hàng năm đi ra ngoài mua sắm. Trúc xanh tươi mát xanh biếc mọc tùm, sương mù lởn vởn tràn ra từ trong nguyên khư, đúng là có một luồng linh khí tinh thuần. Có ba ngọn núi thấp, không cao lớn nhưng lại có khí tức quy nguyên, gốc cây, cầu nhỏ, trúc biếc, suối nước trong xanh đều rất tự nhiên. Tuy nhiên nơi này giờ cũng không còn thanh đạm bởi có rất nhiều người. Nơi nơi đều là tu sĩ, góc góc chỗ những cây cầu nhỏ, bên dòng suối đều có người mở quán bán phi kiếm, linh phù, đan dược, đạo tịch đủ loại, giá cả xa xỉ. Diệp Phàm kinh ngạc, địa phương này quả nhiên không tầm thường. Hắn nhìn thấy một kiện binh khí trong một quán nhỏ, đúng là một khối thần binh vương giả không trọn vẹn, mà người bán lại là một lão già trong quê mùa chân chất. Ở trên một cửa hàng vỉa hè, trong một con ốc biển rách nát lại ẩn chứa một viên hải thần châu, hào quang bị ẩn đi. Ngươi không hiểu căn bản sẽ không chú ý. Cách đó không xa, trên một tấm vải bố có một đám thẻ tre, văn tự lộ ra ngoài có lý lẽ kỳ diệu, rất thâm ảo. Diệp Phàm lập tức sững sờ không nhúc nhích. Địa phương này rất không tầm thường, có một số ẩn sĩ cường đại, thoạt nhìn không bắt mắt nhưng đúng là rất phi phàm. Tuy nhiên những chân vật này cũng không phải dễ có được. Hắn tiến lên hỏi giá mới biết chỉ có thể trao đổi riêng. Nếu không phải thứ bọn họ cần thì đừng hòng đổi được. Đây là chuẩn bị cho người biết được giá trị của nó, cũng là tính cách của cao nhân, sợ bị làm phiền. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên không có khả năng tất cả mọi thứ đều chân quý. Tu vi của hắn cũng cường đại, nhận ra ở đây chỉ có mấy người không tầm thường mà thôi. Nơi nơi đều là quầy hàng, có không ít đồ bình thường, có thể nói là long ngư hỗn tạp. Diệp Phàm chắp tay sau lưng đi vòng qua một cây cầu hình vòm, lại lên một ngọn núi thấp, tiến vào trong rừng trúc, thân thể sững lại. Rất kinh dị, nơi này quả nhiên nơi này không ít tài liệu chân quý. Thậm chí có người trao đổi cả thần binh vương giả không sứt mẻ. Nơi này tụ tập rất nhiều cao thủ, khiến nơi này chật như nêm cối. Ngoài ra khiến hắn cảm thấy rung động sâu sắc chính là có cả tiên chân bán đấu giá. Có người đào được một khối hoàng huyết xích kim dài cỡ hãi ngón tay ở một cổ mạch tại Thần Châu, từng tiếng phượng hót truyền ra. Một nhân vật cao tuổi thúc giục đạo lực toàn thân, khiến khối thần kim này lập tức tỏa ra mây đỏ đầy trời, hoàng phi phượng múa, bao phủ khắp nguyên khư, rung động mọi người. Tuyệt đối là hoàng huyết xích kim, không thể là giả được. Đây là tiên liệu chuyên thuộc về đại đế đã bao năm không thấy rồi. Tuy rằng nó rất nhỏ nhưng cũng có thể tạo thành một kiện thánh binh vô thượng, ức vạn kim khó. Cầu, cũng không biết sẽ rơi vào tay ai. Mọi người đều kinh sợ. Gặp được thần vật hiếm thấy này thì chuyến đi này đã là không tệ, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bởi vì nó giờ gần như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi, ngay cả thứ này cũng có thể bán. Rất nhiều người đều líu lưỡi,
tiếng ngạc nhiên thán phục vang lên khắp nơi. Sau đó không lâu, Diệp Phàm gặp Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên, đều tỏ vẻ không thấy đồng tử của Doãn Thiên Đức kia. Cái tên kia là một con xà tinh, tuy rằng thoạt nhìn như vô hại như 8-9 tuổi thôi nhưng tu luyện đã 1.800 năm. Nếu có kính chiếu yêu thì tốt rồi, hơn phân nửa sẽ tìm ra rất nhanh. Lệ Thiên nói, thúc thúc dâm tặc, ngươi thả ta ra đi. Sư phụ ta tới rồi mà. Đồng Đồng ở bên trong một pháp bảo khóc ròng. Ngươi đúng là không biết tốt xấu. Trước tiên học hết tiểu sử của nhân dục đạo đi. 18 năm sau ngươi sẽ phải cảm tạ ta đó. Lệ Thiên cảm thấy bắt cái tên nhài suốt ngày gọi mình là dâm tặc khóc lóc cũng thú vị, đúng là muốn thu đồ đệ thật. Diệp Phàm nhắm một mắt mở một mắt, cảm thấy tuổi nhỏ trải qua một số chuyện thì trưởng thành sau này lại có lợi hơn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không được biến chất. Hắn cho rằng hiện giờ vẫn nằm trong tầm khống chế. Đến đây, ở đây này. Yên Nhất Tịch lên tiếng, ánh mắt nhìn về một hướng, chăm chú tới một thiếu niên môi hồng răng trắng. Hắn không cao, trông chỉ như 14-15 tuổi, mặc một tấm mãng bào màu trắng, đi một đôi giày da rắn, đầu đội mũ tử kim, chắp hai tay sau lưng, trông có chút ngạo khí và tự phụ. Không hổ là người đi ra từ Bát Cảnh Cung, chỉ một đồng tử nho nhỏ thôi mà cũng có thực lực cấp giáo chủ. Tuy nhiên nghĩ kỹ cũng thấy thoải mái. Thật ra đây là một con xà tinh tu luyện nhiều năm, đạo hạnh tất nhiên phải cực cao, bị Doãn Thiên Đức hàng phục xong mới biến thành đồng tử. Chờ một chút, đừng ra tay vội. Đồng tử xà tinh này rất có tiền, nắm giữ tài sản của Bát Cảnh Cung. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như muốn thay Doãn Thiên Đức đấu giá khối hoàng huyết xích kim kia. Đây chính là một con dê rất béo, tí nữa sẽ thịt hắn. Lệ Thiên nói, Nguyên Khư lởn vởn xương trắng. Phần lớn tu sĩ đều bày hàng ở vỉa hè, cũng không có lầu các cung điện, chỉ giống như một cái chợ bình thường, nhưng lại có vô số chân phẩm. Chỉ có một địa phương đặc thù như một cái đài cao, được xây từ bạch ngọc ở vị trí trung tâm Nguyên Khư, đặc biệt quý giá, chỉ khi bán đấu giá thần vật vô giá mới dùng tới nó. Đồng tử xà tinh tiến tới, chắp hai tay sau lưng, ngẩng cao đầu, mũ tử kim lóe sáng, trông dáng vẻ nhất định phải có được thứ này. Đám người Diệp Phàm cũng tiến tới. Ở trên đài có người chủ trì đấu giá, không lâu sau sẽ ra giá trên trời. Có người lấy ra 7-8 khối thần nguyên lớn như nắm tay ra giá. Đó là đại nhân vật của Nhân Vương Điện, ra tay rộng rãi thật, chút nữa giá cả hẳn phải lên rất cao. Nhân Vương Điện muốn trao đổi cổ kinh của thần linh với Trường Sinh Quan thượng cổ, rốt cục đã thành công sao? Mấy năm gần đây có rất nhiều lời đồn đại, trong lòng Diệp Phàm chấn động. Hắn cũng rất mong muốn có được tờ cổ kinh của thần linh kia. Nghĩ tới một số chuyện nhưng vài năm nay vẫn chưa có kết quả. Chỉ có thể nói là song phương đều e dè, sợ bị đối phương lừa gạt. Hải Thần Đảo, bọn họ tới rồi. Nhìn kia, trời ơi, bọn họ đưa ra Tị Trần Châu, Ích Hòa Châu, Tị Thủy Châu. Một đống Hải Thần Châu đó, mọi người ngạc nhiên trầm trồ. Một đám châu báu rực rỡ chói mắt, quả thực có thể tranh ánh sáng với Hoàng Huyết Xích Kim, chiếu rọi cả thiên địa. Nếu cướp sạch được của những tài chủ này thì sống suốt đời sung sướng. Lệ Thiên nguyền rủa, sau đó nhìn thẳng vào khối thánh vật của đại đế, nói khối hoàng huyết xích kim này luyện chế một cái vòng tay là đủ. Rồi, nếu đưa ra thì chỉ sợ không có nữ tử nào không động tâm, nữ tử thái cổ cũng phải nhún ra. Thúc thúc dâm tặc, ta khinh bỉ ngươi, thả ta ra đi. Đồng Đồng há miệng khóc lớn, đồ mít ướt, học hành đi đã. Lệ Thiên thu lại pháp bảo kia, không cho hắn có cơ hội khóc lóc nữa. Đúng lúc này thì các thế lực lớn như Tử Vi Thần Triều, Quảng Hàn Cung cũng có người ra tay, bắt đầu đấu giá, càng ngày càng kịch liệt. Hoàng huyết xích kim trăm ngàn đời cũng khó thấy một khối nhỏ, hôm nay lại nhìn thấy thì nhất định phải mua, đưa cho tộc vương. Với pháp lực cao như hắn thì nhất định có thể luyện hóa nó thành bảo vật. Đúng lúc này có mấy thân ảnh đi tới, một đám đều tóc vàng áo vàng, đồng tử bắn ra luồng điện, hùng võ phi thường, đúng là cao thủ của bộ tộc Kim Ô. Bọn họ đều có uy thế vô tận, bước tới liền khiến người tham dự đấu giá tránh sang tạo thành được đi, không muốn chọc vào. Bởi vì bộ tộc Kim Ô quá mạnh mẽ, không có mấy người dám dây vào. Diệp Phàm cũng không tránh đi mà đứng ở nơi đó, khiến mấy người bộ tộc Kim Ô đều nhíu mày. Một tiến lên nói, ngươi định bán thần vật sao? Không bán đấu giá. Diệp Phàm đáp, vậy tránh ra. Chúng ta chuẩn bị ra tay đấu giá. Kim Ô thập thái tử cả vú lấp miệng em. Nhiều năm qua hắn ngạo nghễ thế gian, bởi vì là con út nên lại càng kiêu ngạo hơn các anh mình.
ngươi muốn đấu giá thì tự ra tay đi. Nơi này lớn như vậy, chẳng lẽ còn không chứa được ngươi và ta sao? Diệp Phàm đáp, chẳng lẽ là sau một tên họ Diệp, cả thiên hạ đều cho bộ tộc Kim Ô chúng ta dễ bắt nạt sao? Thân sắc Kim Ô thập thái tử âm trầm hẳn, vươn tay về phía trước, vận dụng lực lượng lớn nhất, muốn đánh kẻ này thành thịt vụn. Nơi này vô chủ, mỗi người đều có thể đứng. Ngươi nói như vậy đủ biết là bình thường ngươi bá đạo tới mức nào. Diệp Phàm vừa nói vừa giơ tay cản lại. Tiểu, thập mau lui lại. Một vị nguyên lão của bộ tộc Kim Ô hét lớn. Hắn mở thiên nhãn, nhìn thấy hình dáng thực của Diệp Phàm, kinh hãi vô cùng. Ầm. Cánh tay của Kim Ô thập thái tử vươn về phía trước lập tức biến hình, sau đó ngã xuống mềm nhũn xuống đất. Hắn giống như bị một ngọn núi lớn đụng phải, bay vọt về phía sau. Ngươi là ai? Hắn là Diệp Phàm, một người khác của bộ tộc Kim Ô quát lên. Đại thái tử và nhị thái tử cùng với một vị nguyên lão bước lên. Nguyên khư lập tức chấn động, mọi người đều nhìn lại. Danh tiếng của Diệp Phàm lúc này quá lớn, hôm nay rốt cục đã lộ diện trên lục địa. Ngươi tin rằng Lục Nha sẽ xuất hiện sao? Hôm nay định trừ hắn à? Lệ Thiên truyền âm nói. Không, theo tin tức của ta thì hắn không ở đây. Nhưng hôm nay mấy người này gặp đại nạn thì Lục Nha ở không xa chắc chắn sẽ tới. Lúc đó hai kiện thánh binh đồng thời đánh tới thì hắn chắp cánh cũng khó thoát. Sau đó đoạt ó của hắn. Diệp Phàm đáp, khẳng định là tin tức từ Y Khinh Vũ. Đôi nam nữ các ngươi còn nói không có gì. Còn mượn cả thánh binh của người ta. Lệ Thiên nguyền rủa. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Già Thiên, chương 814, uy thế thánh thể. Diệp Phàm nhẹ nhàng chắn một cái, khiến cho Kim Ô thập thái tử hung hãn nhe răng nhếch miệng, xương tay gầy nhiều đoạn biến hình nghiêm trọng, bắn vọt trở ra. Mọi người thấy một màn này lòng đều sợ hãi, tai nghe không bằng mắt thấy, người thừa kế tộc Kim Ô ai mà không phải hạng kiêu ngạo ngang tàng, trên tay dính máu không chỉ một vị giáo chủ. Nhưng mà trước mắt Kim Ô thập thái tử gặp phải Diệp Phàm giống như tiểu cô nương mười mấy tuổi yếu đuối gặp phải tên đàn ông dã man từ trong rừng đi ra, kết quả thê thảm không cần phải nói. Diệp Phàm tùy tiện chặn một cái, người tiên thai tầng thiên thứ hai cũng không chịu nổi, vậy thì lực lượng của hắn mạnh cỡ nào? Ánh mắt mọi người đều quái dị. Diệp Phàm, ngươi chính là Diệp Phàm kia. Kim Ô thập thái tử dựng thẳng mi mắt, trong mắt bắn ra tia sáng dài mấy trượng, gần như điên cuồng hét lên. Là ngươi, không ngờ là ngươi, giết sáu ca ca của ta, hôm nay đi tới lục địa đến trước mặt ta. Tiểu thập mau lui ra. Đại thái tử tộc Kim Ô quát, hắn là một lão đạo sĩ tuổi quá trăm, tóc vàng dày đậm, mặc đạo bào bát quái, ánh mắt tang thương như cao nhân đắc đạo. Kim Ô thập thái tử lui ra, tuy rằng hắn đang lửa giận ngập trời, nhưng cũng rõ kẻ này đáng sợ, ngay cả sáu vị ca ca của hắn cũng thất bại, hắn đi lên cũng không sống nổi. Nhưng mà tộc Kim Ô vì đối phó Diệp Phàm nên rõ ràng có chuẩn bị sớm, khoảng khắc hắn lui ra, cánh hoa tán loạn đầy trời. Những mảnh trong suốt bùng lên ánh sáng chói lọi như có vô số ngôi sao đang thiêu đốt, thần quang hừng hực, chạy mau lên. Trong nháy mắt này, rất nhiều cường giả trong nguyên khư liền sắc mặt tái nhợt, vội vàng bay ngược trở ra như trốn ma tránh quỷ, thần sắc mỗi người đều khó coi cực điểm. Trong hư không, ngàn vạn cánh hoa bay múa, mỗi một cái đều sáng như kim cương, hoa lệ khiến người ta như lạc mất chính mình, khí trời sôi lên, thần quang chiếu rọi như có thần linh sắp xuất thế. Tử vi đế hoa, thần sắc Diệp Phàm ngưng trệ, nhận ra loại hoa cực độc này, năm đó ở Bắc Đẩu Tinh Vực, Triệu Phát truyền nhân tử vi giáo từng muốn dùng độc này giết hắn. Tục truyền, chỉ một tia của loại hoa này là có thể độc chết nhân vật cấp giáo chủ, là tuyệt độc thiên hạ, không có thuốc giải. Đó là tử vi đế thần hoa, chỉ cần bị một tia hào quang bắn trúng sẽ khiến nguyên thần héo rũ. Mặc kệ ngươi có là anh hùng tuyệt đại cỡ nào cũng chỉ có thể ngã xuống, dù rằng kỳ tài khoáng thế có thể sống sót, nhưng cả đời vô vọng chứng đạo. Yến Nhất Tịch lớn tiếng nhắc nhở, tử vi đế thần hoa hơn một chữ so với loại hoa mà Triệu Phát dùng, nhưng uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, một tia ánh sáng bắn chúng cũng sẽ khiến nguyên thần chết héo, đáng sợ cùng cực. Ở trên đời này thường là không có người vận dụng loại đế thần hoa kia, bởi vì quá ác độc, thiên hạ không thể tha, bị ngàn vạn người chửi rủa. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đối phương muốn đối phó hắn mà không cố kỵ gì cả, ngay cả tà linh hoa âm độc nhất, không được người đời dung thứ cũng sử dụng ra,
quả nhiên oán hận hắn đến cực hạn. Hắn khởi động một mảnh quầng sáng, nhưng bị tan rã rất nhanh, mỗi một đóa hoa nở rộ đều bắn ra một đoàn ánh sáng xinh đẹp kinh người, có thể ăn mòn tất cả thần lực. Mau lui lại, đế thần hoa trăm vạn gốc khó có một đóa. Có lực lượng yêu tà đáng sợ, khi đóa hoa nở rộ là khoảnh khắc ánh sáng bùng phát, hủy diệt tất cả lực lượng sinh mệnh. Yến Nhất Tịch cảnh báo. Một đạo ánh sáng vàng rực phát ra từ thân thể Diệp Phàm, hóa thành thánh vực hoàng kim mở rộng ra ngoài, phát ra âm thanh như đại đạo, hắn như thần linh bất hủ đứng tại chỗ. Đây là lực lượng của vực. Ngàn vạn đế thần hoa dù đang nở rộ, nhưng tất cả ánh sáng đều bị chặn, không thể tiến thêm, nhanh chóng lụi tàn. Cái gọi là khoảnh khắc hoa lệ, đó là thăng hoa trong nháy mắt, không thể tồn tại trên đời, bày ra một mặt xinh đẹp nhất liền nháy mắt héo tàn. Diệp Phàm vươn ra một bàn tay vàng, bao phủ vùng trên đầu thập thái tử Kim Ô, đè xuống như vòm trời. Hắn không tránh lui, ngăn chặn thần hoa khoảng khắc, thánh quang hoàng kim không sợ ăn mòn, đó là lực lượng gì? Đó là thánh vực hoàng kim của hắn. Mọi người kinh hô, rốt cuộc biết được thiếu niên họ Diệp kia đáng sợ cỡ nào, không thẹn là nhân vật đáng sợ một ngày giết 5 vị thái tử tộc Kim Ô, liên tục chém 3 đại kỳ tài thái âm thần tử. Không, tiểu thập, những người tộc Kim Ô ra tay, tế ra các loại pháp bảo đánh về phía bàn tay vàng kia muốn cứu lại người thừa kế tộc Kim Ô nhỏ tuổi nhất, nhưng căn bản không làm được chuyện gì. Bàn tay vàng kia như có thể mở ra vĩnh hằng, khoảng khắc đập xuống không gì cản nổi, đủ thứ binh khí vỡ tan trước mặt nó. A, à, Kim Ô thập thái tử kêu thảm thiết, bị bàn tay vàng kia chộp trong tay, lúc này căn bản không còn là Kim Ô sắc máu chém giết giáo chủ một phương, tóc tai rối loạn, há mồm phun máu. Hắn hóa thành bản thể, lực lượng của bản thân Kim Ô vô cùng lớn, như đúc bằng thần kim, muốn đánh ra đường sống, vỗ cánh chấn động vòm trời, kêu rung cửu tiêu. Nhưng mà hắn chỉ giày giụa được một chút, liền nhanh chóng bị bàn tay vàng tóm chặt, toàn thân đổ máu, lông chim vàng bay đầy trời khiến người ta không nỡ nhìn. Lúc này hắn căn bản không giống Kim Ô tiếu ngạo bầu trời, chỉ như một con gà nhỏ giày giụa đau khổ, không trốn khôi tay Diệp Phàm. Không, chậm đã, thả tiểu thập ra, tất cả còn có thể thương lượng. Đại thái tử tộc Kim Ô cùng vị nguyên lão kia quát, tim gan phát lạnh, muốn ổn định đối phương chờ cứu viện. Không cần, không có gì thương lượng hết. Lời Diệp Phàm nói rất lạnh, vô tình bóp tay, dùng sức nghiền ép, thập thái tử tộc Kim Ô hình thần hủy diệt. Mọi người xung quanh khiếp sợ, Diệp Phàm còn sắt máu hơn cả tộc Kim Ô, căn bản không có chút thương lượng, quyết đoán ra tay chém giết thập thái tử. Đó là một vị cường giả cấp giáo chủ, lại bị hắn bóp chết như gà con, rất có sức chấn động. Tiểu Lục, nhị thái tử tộc Kim Ô cùng nguyên lão kia hét to, âm thanh chấn động bầu trời, truyền ra mấy trăm dặm xôi trào như sấm đánh. Bọn họ đang kêu gọi Lục Nha, mang theo oán khí vô tận nhìn thoáng qua Diệp Phàm, tiếp đó hóa thành hai tia sáng vàng vọt đi, muốn bỏ chạy. Trước mặt ta còn muốn trốn. Diệp Phàm lấy ra một cây cung lớn, nắm trong tay, chân trái bước lên trước cung, sắc mặt lạnh lẽo, tay phải dùng sức kéo cung, khoảng khắc kéo căng, mái tóc rối tung, thần sắc kiên nghị, thân thể như trời sinh đứng cùng chiếc cung to nặng đó, nguyên khí thiên địa điên cuồng tràn tới rót vào trong cung cùng thân thể hắn. Phát ra hào quang vạn trượng, một cỗ dao động lực lượng mạnh mẽ trào ra như sóng thần rít gào khắp trốn. Diệp Phàm lạnh lùng thả dây cung, một đạo ánh sáng như có thể bắn rơi ngôi sao trên trời gào thét bay ra, kéo dài đến mấy chục dặm. Phốc, nguyên lão tộc Kim Ô tan xác trên bầu trời, bị một tên tiêu diệt. Đó là một vị cường giả đứng trên tiên thai tầng thiên thứ hai bậc thứ tám, lại bị bắn chết như thế. Cảm giác như bản thân phải hứng chịu, thấu tận tới xương, một tên này thật đáng sợ. Người đứng ngoài xem chiến ai cũng rung động, lông tóc toàn thân dựng thẳng, sau lưng bốc hơi lạnh, sống nghe Diệp Phàm hung hăng đáng sợ, hôm nay nhìn thấy với thấm sâu lời đồn. Vụt, lại một đạo ánh sáng lóe lên xuyên thủng thiên địa, đâm vào sau lưng nhị thái tử tộc Kim Ô, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Phốc, lại một đóa hoa máu bùng lên, nhị thái tử tộc Kim Ô trở thành một đoàn xương máu, biến mất khỏi thế gian. Mọi người không kiềm được lui bước, quả thật là một tên sát thần, có ai chống lại nổi lực sát thương như vậy, thần linh đến đây cũng có thể bị bắn chết. Trong đám người, Xà Tinh đồng tử bị dọa sắc mặt trắng bệch, lui ra sau muốn yên lặng bỏ chạy. Chủ nhân Bát Cảnh Cung hùng bá thiên hạ, uy hiếp chư vương, nhưng người trước mắt không ở trong đó. Bởi vì ngay cả nhị lão gia Thái Thanh Thánh Cảnh cũng bị hắn làm thịt, lần này thấy uy thế vô thượng như vậy,
Đồng Tử Hận không thể trốn càng xa càng tốt. Bảo bối, đi đâu vậy? Lệ Thiên Hợp thời xuất hiện trước người hắn, vẻ mặt cười tà. Ngươi là thiên hạ đệ nhất dâm tặc, ta là con trai hàng thật giá thật, không phải con gái đâu. Xà Tinh Đồng Tử thét lên. Con bà ngươi, nói bậy cái gì đó, ngươi nhìn ta có giống loại ham mê kia không? Lệ Thiên mặt đen lại nói. Giống. Xà Tinh Đồng Tử sợ tới mức lắp bắp, không còn suy nghĩ bình thường được, nói năng lung tung. Sắc mặt Lệ Thiên càng đen hơn, một cái tát đánh ngất hắn, ném vào túi bách bảo vác đi, không có người chú ý. Tới phiên ngươi, Diệp Phàm bước lên, muốn đối phó người thừa kế đầu tiên của tộc Kim Ô. Tướng mạo hắn gầy yếu, dáng người cao, tóc vàng dài quá vai, trong mắt có quỹ tích trời trăng liên tục biến đổi, là bán bách đạo nhân, đạo hảo ô cổ. Kim Ô có 10 đứa con, Lục Nha đứng đầu, hắn xếp kế, lúc này Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hừng hực, ô cổ ngâm tụng cổ kinh, mang theo sát ý vô tận đi về phía Diệp Phàm. Ngọc Thạch câu phần của tộc Kim Ô, Yến Nhất Tịch nhắc nhở. Giống. Đúng lúc này, ở chân trời xa xăm truyền đến một tiếng giống to, chấn động sụp đổ liền 18 ngọn núi ở xa xa. Một nam tử tóc vàng vô cùng cao to, trong mắt chớp động hào quang như dã thú, kéo theo một cây đinh ba ô xí lưu kim đảng đánh tới, yêu khí ngập trời. Vào lúc này, bầu trời khắp nơi nứt vỡ, hắn như yêu thần vô địch, tóc vàng rối tung giống sụp núi sông, vượt qua đến đây. Đại ca, ta tới đây, không nên tự hủy. Diệp Phàm, ta tới giết ngươi. Lục Nha xuất hiện. Ông. Hắn vung ô xí lưu kim đảng như cả một dãy núi vàng giáng xuống, nháy mắt mặt đất tan vỡ, núi sông sụp đổ, khe nứt lan tràn 80-90 dặm. Cảnh tượng đáng sợ chấn động mọi người, đông đảo tu sĩ bỏ chạy thật xa, liều mạng chạy đi, gần như bị dọa mất hồn mất vía. Tựa như một vị thánh nhân viễn cổ sống lại. Thân thể Diệp Phàm chấn động, giữa mi tâm xuất hiện một vết rạn, trên trán tóe máu, nhưng mà ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện thần lô sáng rực to bằng nắm tay, ổn định mọi thứ. Lục Nha, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi có tới cũng vô dụng. Diệp Phàm nói vô tình, bàn tay vàng đè xuống ô cổ đạo nhân, ngay cả Lục Nha anh tài đệ nhất tộc Kim Ô cầm thánh binh đến cùng không ngại. A, à, ô cổ đạo nhân hét to, tóc vàng rối tung, toàn thân là máu, tan vỡ từng đoạn, bị bàn tay vàng bao phủ như gặp phải thiên kiếp vạn quân. Ở xa xa, Lục Nha tức sùi bọt mép, phóng ra thần quang đánh tan trời mây khắp nơi, quát, nếu ngươi dám, tương lại ta giết 10 tộc của ngươi. Làm sao không dám, hôm nay ta muốn giết cả ngươi. Diệp Phàm vô tình lật tay, đại đạo tối giản, một chiêu này ẩn chứa ý chí không thể chiến thắng, đó là thể hiện của đạo. Ô cổ vỡ vụn từng khúc, hùng mạnh như hắn, đứng trên tiên thai tầng thiên thứ 28 bậc cũng không cản nổi một chiêu toàn lực của Diệp Phàm, máu nhuộm trời xanh. Mọi người toàn thân phát lạnh, cảnh tượng đáng sợ như Tu La chảm thần, hủy diệt tất cả kẻ đối nghịch. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 815, Cửu Đại Tổ Ô. Diệp Phàm, ta muốn giết ngươi 10 đời 10 kiếp. Lục Nha giống giận, lửa giận ngập trời, mỗi cọng lông vàng quanh người bắn ra ánh sáng, đánh lên trời cao vạn trượng. Nhưng cũng không thay đổi được gì, Diệp Phàm vô tình lật bàn tay, ô cổ đạo nhân vỡ tan thành từng mảnh vụn. Ta chém ngươi một kiếp là đủ, diệt một lần là vạn kiếp thành không. Đây là lời đáp trả của Diệp Phàm. Ô cổ đạo nhân hùng mạnh trở thành xương máu, nhưng ngưng mà không tiêu tan, trong đó lóe ra một đạo nguyên thần Kim Ô đang tụng ma kinh, bắn ra một mảnh đạo ngân. Thiêu ma khu ta, đốt tinh hồn ta, cùng xuống luyện ngục. Kim Ô tử chú. Ô cổ đạo nhân không cam lòng hét to, tràn ngập oán độc. Trải qua một kiếp âm dương tử chú, loại này khó mà tổn thương được thần hồn của ta. Diệp Phàm nói, thân thể sáng ngời, thánh vực hoàng kim mở rộng bảo hộ lấy hắn. Hắn như thần tượng sáng chói, một vòng thần quang vàng bao phủ hắn ở bên trong, vạn pháp không dính thân, đây là thánh vực của riêng hắn. Năm ngón tay của Diệp Phàm như năm ngọn núi, vàng, mỗi ngón như chọc thùng bầu trời, tiếp đó đè xuống, hủy bỏ tất cả khí tức tử chú. Phốc. Ô cổ đạo nhân hét to, cuối cùng không chống được năm ngón tay vàng nghiền ép, nguyên thần và tử chú cùng bị hủy, bị xóa sổ khỏi nguyên khư, không như lão giáo chủ âm dương chém ra đạo thương với Diệp Phàm. Tiên thai tầng thiên thứ 2 bậc 8 ô cổ, người thừa kế thứ nhất của tộc Kim Ô, đánh đâu thắng đó, bá chủ vực địa, đã bị giết như thế.
thiếu niên họ Diệp quá đáng sợ, đã chém 9 vị thái tử tộc Kim Ô, đúng là hoành hành vô địch mà. Mọi người chấn động, không ai không tâm thần rung lên, trong quá trình này mọi người điên cuồng chạy ngược ra, bởi vì Lục Nha đã tới. Một tiếng thét dài, núi non sụp đổ, không biết bao nhiêu đất đá bay lên đến ngàn trượng, Lục Nha tóc vàng rối tung, vung ô xí lưu kim đảng đánh xuống. Diệp Phàm tay cầm thần lô sáng bóng, một bước đạp trời chống lại thánh uy viễn cổ đánh lên. Ầm. Một chiêu này như hai mảnh vũ trụ xa xưa va chạm, phát ra khí tức như tận thế, bầu trời không thành hình dạng, cảnh tượng như ngày cuối cùng của thế giới. Ầm. Lục Nha hung mãnh không thể cản, đánh một chiêu chính diện với Diệp Phàm, cả người lao tới lật tay vung ô xí lưu kim đảng chém xéo xuống, đó là thần quang bất hủ. Diệp Phàm đi lên nửa bước, tay trái nâng thần lô sáng chói to bằng nắm tay hướng lên trời. Ầm. Uy áp đáng sợ của thánh binh viễn cổ tràn ra, như sóng biển mênh mông đảo loạn bầu trời, ô xí lưu kim đảng đánh xuống, mặt đất bị cắt xé. Khắp nguyên khư có không biết bao nhiêu khe nứt ngang dọc đáng sợ xuất hiện, rất nhiều ngọn núi sụp đổ rơi xuống đáy sâu. A, à, vô số tiếng hét thảm truyền tới, có không biết bao nhiêu tu sĩ không thoát khỏi một kiếp, tất cả đều bị chôn vào lòng đất. Một chiêu này khiến rất nhiều di tích ở nguyên khư biến mất, trở thành lịch sử vĩnh viễn xóa khỏi thế gian. Đó là cảnh tượng đáng sợ như tận thế ập tới, mặt đất tan vỡ, đất hoang bao la chìm xuống, tan vỡ không biên giới. Lục Nha lãnh khốc vô tình, căn bản không để ý tới những người chết đi, kéo ô xí lưu kim đảng đánh tới. Sinh linh đồ thán, đất bằng nhuộm máu, rất nhiều tu sĩ gặp họa, thậm chí có người tiên thai tầng thiên thứ hai ngã xuống. Lục Nha lòng vững như sắt đá, ánh mắt chỉ có sát ý, sinh mệnh ngã xuống, máu thịt tu sĩ không hề có trong lòng hắn, chỉ muốn giết Diệp Phàm. Diệp Phàm đối đầu với hắn, bọn họ không phải gặp mặt lần đầu, nhưng đây là lần đầu chân thân quyết đấu, trận chiến này không nói gì khác, chỉ nói sống hay chết. Diệp Phàm, ngươi giết 9 huynh đệ của ta, thù sâu như biển, tội lỗi chất chồng. A, à, Lục Nha phát cuồng, 9 huynh đệ bị giết, ruột gan của hắn đã sắp đốt cháy. Khi một người tức giận đến tận cùng, thật sự sẽ phun ra khói trắng, lúc này hắn như một cái lò lửa, khói lửa phun ra, thần sắc cực kỳ dọa người. Bọn chúng đáng chết. Diệp Phàm chỉ có 4 chữ, không muốn nhiều lời. Lục Nha cũng không nói thêm một câu, ánh mắt vàng nhuộm đỏ, kéo theo sát ý điên cuồng vô tận lao xuống, hận không thể dùng đinh ba đánh chết Diệp Phàm. Ô xí lưu kim đảng chém đứt vĩnh hằng, kéo theo thây sơn biển máu, như có thi thể thần ma vô tận giáng xuống, cảnh tượng đáng sợ chấn động thế gian. Đó là thần ma hay là thần linh vực ngoại bị thánh nhân viễn cổ chém giết năm đó. Những người thoát được một kiếp rung động, đứng ở chân trời đủ xa mở to mắt nhìn một màn này. Từ viễn cổ tới nay, cây đinh ba kia không biết giết bao nhiêu người, những thứ đó là huyết hồn của các cường giả vô thượng ngày xưa tái hiện ra. Ầm, thần nữ lô trong tay Diệp Phàm sống lại, căn bản không như dùng đồng đúc thành, tựa như lưu ly ngũ sắc, toàn thể sáng chói. Lúc này, nó phát ra cơn sóng vạn trượng, thần lực như hóa thành biển rộng, đánh ra như một mảnh tinh vực chống lại cây đinh ba kia. Một chiêu này trời sụp đất nứt, thế gian khắp nơi là ánh sáng, không thấy được gì khác. Về phần hai đương sự đang quyết đấu thì cũng bị bao phủ. Đó là uy áp của thánh binh, phá hủy tất cả lực lượng trên đời, bất cứ kẻ nào cũng có cảm giác nhỏ bé như con kiến, chỉ có thể thành cho bụi. Hai người cầm thánh binh tự nhiên được chiếc lò cùng cây đinh ba bảo vệ, bằng không sẽ không thể sống sót được, lúc này đứng vững chắc giữa thần năng hùng hồn. Keng, Lục Nha đứng giữa thái dương tinh hỏa, chiếc đinh ba trong tay bay lên treo trên đinh đầu, chấn áp hư không thiên địa như thần vĩnh sinh. Hai người đều có thánh binh viễn cổ, lúc này cùng thi triển thần thuật, muốn thông qua thánh binh tăng cường đánh ra. Pháp thân cửu đại tổ ô xuất hiện sau lưng Lục Nha, trời sụp đất nứt, phát ra một cỗ uy thế to lớn như đại đế viễn cổ chân chính xuất thế. Lục Nha bế quan 4 năm, thu hoạch lớn nhất là tu thành pháp thân cửu đại tổ ô, có uy thế kinh thiên động địa quỷ thần khó lường. Thác hải vô cương, hắn giống to một tiếng, một đạo pháp thân tổ ô bay ra, thân đè thiên địa phun nuốt thần quang, mênh mông mảnh liệt vô bờ vô tận. Đó không phải là biển, mà là thái dương tinh hỏa vô tận. Lục Nha đứng giữa thần hải, tụ tập tinh khí 8 hướng nhập vào trong lửa, hắn như ma thần, tổ ô một chiêu thác hải vô cương đè Diệp Phàm ở bên dưới. Thái dương tinh hỏa vô tận, tinh khí khắp thế giới phủ xuống như màn trời, Diệp Phàm treo thần lô trên đỉnh đầu, xếp bằng giữa hư không, toàn thân sáng lên. Hắn lơ lửng trong thái dương tinh hỏa,
mỗi tấc cơ thể đều sáng ngời như sống giữa thần hỏa, một con tổ ô khó mà làm gì được hắn, bị hắn mượn luyện thể. Khai thiên lập địa, Lục Nha hét lớn truyền đến, con tổ ô thứ hai bay ra, hóa thành bức tranh vĩnh hằng, trải qua thánh binh tăng cường che trời phủ đất. Đó là một tiểu thế giới chân thật, bên trong có núi sông, có cổ thụ thác đổ, có chim bay cá nhảy, con tổ ô này tự hóa. Một giới, muốn luyện hóa Diệp Phàm trong đó, trời xanh cũng có lúc kết thúc, nhất khí phá vạn pháp, chảm giới. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, ánh mắt bắn ra ánh sáng hình rồng, tiếp đó quấn vào nhau, thông qua thần nữ lô tăng cường bắn ra ngoài. Trong tay không binh khí, trong lòng có binh khí, dùng ý chí không thể chiến thắng làm hồn, ngưng tụ chiến ý ngập trời làm binh, nhất khí phá vạn pháp, chém ra. Đây là một đạo kiếm nguyên thần, không gì cản nổi, Diệp Phàm phỏng theo yêu đế cửu trảm làm ra, dùng bí quyết chữ đấu diễn hóa thành, có thần năng vô thượng. Ở Bắc Hải Nhãn, hắn bị nhốt 4 năm, ngộ đạo 4 năm, tìm hiểu hết thảy pháp trên thế gian, đây chỉ là một trong những đạo quả của hắn. Nguyên thần đạo kiếm, có lực lượng của yêu đế cửu trảm, lại kết hợp nhất khí phá vạn pháp, chém thần diệt Phật. Ở trong mảnh thế giới tổ ô, nó chém ngang 3.000 dặm, một chiêu núi non sụp đổ, hai chiêu đánh tan sông rộng, lại đánh vạn vật hủy diệt, đánh ra bên ngoài giới. Nguyên thần đạo kiếm chém ra, lập tức bổ về phía Lục Nha, chém ngang cửu đại tổ ô, diệt thần năng vô tận, như một đạo cực quang vẽ ra ánh sáng bất hủ. Lục Nha ra tay, thét dài một tiếng, mái tóc rối tung, sơn mạch xa xa sụp đổ, nắm chặt thánh binh viễn cổ khiến hắn như có một đoàn thánh uy. Ở sau lưng, con tổ ô thứ ba bay ra, hóa thành trời trăng ngôi sao, một mảnh ngôi sao lớn trồi lên như đi sâu vào vũ trụ mờ mịt. Nguyên thần đạo kiếm như thần kim sáng chói, như khai thiên xé giới không đâu không tới được, va chạm với những hành tinh, diễn hóa ngôi sao biến mất, tất cả chỉ trong một hơi thở. Trong tiếng đạo vang vọng, ngôi sao ngả xuống, giữa mi tâm của Lục Nha xuất hiện một vết rạn. Nguyên thần đạo kiếm bay ra nhập vào mắt Diệp Phàm, trở về tiên thai. Đó là thủ đoạn gì? Có thể chống lại được pháp thân cửu đại tổ ô, Diệp Phàm thật sự dũng mãnh như thần, đây là tiếng lòng của mọi người. Keng, 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 ngàn vạn đạo kiếm, vang, lông chim kim ô bay đầy trời rơi xuống như một mảnh tuyết vàng, một mảnh mờ ảo sáng lạn. Lục Nha thử một chút, pháp thân cửu đại tổ ô xuất hiện, hắn cùng Diệp Phàm đều muốn lập tức chém giết ngay, căn bản không định so tài mấy trăm mấy ngàn hiệp. Cửu ô xuất hiện, như tái hiện uy thế thủy tổ viễn cổ vô thượng, bầu trời cũng rung lên, hư không đang sụp đổ. Tất cả trải qua thánh binh viễn cổ tăng cường biến thành đáng sợ, tựa như thủy tổ kim ô thật sự trở về, đạp bước trên đất bằng. Diệp Phàm không sợ, thần nữ lô lơ lửng trên đầu giáng xuống ngàn vạn đạo thần lực bảo vệ hắn. Một tiếng đạo ngâm vang lên, thân thể hắn bắn ra các loại ánh sáng, dị tượng tiên vương giáng 9 tầng trời, khổ hải vàng rực xuất hiện, luyện thành một thể như có thể đánh tan 3.000 thế giới. Đồng dạng, dị tượng thánh thể trải qua thần lô viễn cổ tăng cường càng thêm khủng bố, quét ngang thiên địa có ta vô địch. Diệp Phàm đứng ở giữa như thần chủ tuần tra, ngạo nghễ thiên hạ. Ở bên cạnh Lục Nha, cửu ô ngang trời không phải dị tượng, là pháp thân thật sự, chiến hồn tổ tiên viễn cổ bất diệt như trở về, trong thiên địa có tiếng âm phong rít gào, mây đen ngập trời. Giết! Hai người đánh tới trước, hận không thể lập tức đánh chết đối phương, hoàn toàn chỉ tiến không lùi, không có một chút đường lui lại. Lục Nha tóc vàng dựng thẳng, ánh mắt mở ra, trong mắt bắn ra tia sáng dài đến vạn dặm, giống to một tiếng núi non vạn vật run rẩy. Diệp Phàm tóc đen đậm xõa tung bay lên, trong mắt hắn có trời trăng liên tục biến đổi, cũng có ngôi sao tiêu tan, dấu vết của đạo. Sát khí vô tận sôi trào, một chiêu như tận thế của hai người ập tới, mọi người ngừng thở chờ đợi quyết đấu tuyệt thế kinh thiên động địa. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 816, hiển hóa vực ngoại. Cửu đại tổ ô xuất hiện, sáng lấn trời trăng, thọ ngang trời, đất, nhắm về phía dị tượng của Diệp Phàm. Ngàn vạn long thần như rơi từ 9 tầng trời xuống, một mảnh mênh mông sáng lạn, tựa như tuyết rơi từ vạn cổ trải lung tung. Các dị tượng bên người Diệp Phàm nối liền một chỗ, tuy rằng rất mơ hồ, chưa thành hình, nhưng có thể hủy diệt tất cả các lực lượng bên ngoài. Chính hai loại cảnh tượng đáng sợ này đối đầu đánh vào nhau, cả hai phát ra ánh sáng chói lọi. Tiếp đó là khô cạn vô tận, như một mảnh tinh vực đang tan rã.
Ánh sáng chói lọi khiến mọi người nhắm mắt, bóng đêm đáng sợ khiến linh hồn nhiều người như chìm sâu vào đó. Hai loại biến đổi hoàn toàn ngược lại, hoàn thành trong nháy mắt chớp nhoáng, chấn động rất nhiều người. Từ trung tâm ánh sáng nóng rực rơi vào trong địa ngục đêm đen, đó là cảm nhận trong nháy mắt của mọi người. Ở phía trước, Diệp Phàm vẫn đứng yên như hóa đá. Trong mắt Lục Nha nóng cháy, khí thể cao vọt, từ thiên linh cái bay ra một đạo ánh sáng thấu trời đất. Có thắng thua rồi sao? Ở cuối chân trời, mọi người khẩn trương chú ý, nhìn không chớp mắt. Lục Nha thắng, khí thế ngập trời như sông như biển, thế không cản nổi. Mọi người thấy thần thái hung hãn của Lục Nha, mái tóc vàng rối tung, chùm sáng chói lóa trong mắt khiến người ta sợ hãi, tựa như thần tượng viễn cổ sừng sững ở đó. Ở sau lưng, pháp thân cửu đại tổ Ô Ngạo Mạn đứng giữa trời, thần vũ phi phàm, một mảnh sáng chói kêu to, truyền tận chín tầng trời. Ngược lại, hào quang dị tượng của Diệp Phàm mờ đi, chậm rãi tan rã trở về bình tĩnh, tiếp đó toàn bộ biến mất. Đã thua, thiếu niên họ Diệp rốt cuộc đã thua, thua trong tay Lục Nha. Một trận chiến này coi như hạ màn, rất nhiều người nói vậy, có người hoan hô, có người thầm than, ở phương xa liền xôn xao. Bịch, đột nhiên, Lục Nha lui bước, há mồm phun máu, một pháp thân tổ ô tan vỡ. Bịch. Tiếp theo, Lục Nha lui lại bước thứ hai, xương ngực truyền tới tiếng vang, rõ ràng đã vỡ vụn, khí thế ngập trời của hắn tan rã, thần quang. Ở thiên linh cái đã hóa thành huyết quang. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh hồ khó hiểu. Mới vừa rồi Lục Nha uy thế ngập trời, lúc này lui bước hộc máu, lui thêm một bước là toàn bộ cửu đại tổ ô vỡ vụn. Xương cốt thân thể hắn không ngừng vang ra tiếng, gần như vỡ vụn từng khúc, có mấy chỗ lộ ra mũi xương trắng. Lục Nha thua rồi, không ngờ là hắn thua. Đến lúc này, mọi người nhìn ra Diệp Phàm tự nhiên thu liễm dị tượng chứ không phải bị đánh tan, hắn không hề bị thương chút nào. Pháp thân cửu đại tổ ô toàn thua. Lục Nha bị thương nặng, tóc tai bù xù, cả người đầy máu kim ô, thiếu chút nữa hủy diệt tại chỗ, xương cốt đang nối tiếp lại, bằng không căn bản không đứng được. Đã thua, đệ nhất thiên tài tộc Kim Ô đại bại. Lục Nha có thiên tư ngút trời, là thể chất khó gặp mấy vạn năm ở tộc Kim Ô, hôm nay đã thua trận. Quyết đấu kinh thiên hạ màn, ngay cả pháp thân cửu đại tổ ô cũng không có tác dụng, Lục Nha làm sao chiến đấu tiếp? Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, thử lấy đi chiếc đinh ba treo trên đầu Lục Nha, hắn hết sức cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ khó mà cướp được. Trong thánh binh có một thần linh ngủ say, trừ khi là thánh nhân viễn cổ ra tay, bằng không đương thời không có ai hàng phục nổi. Cũng như đế binh, dù là tạm thời bị cướp đi, nhưng người ngoài khó mà nắm giữ, một khi thần linh trong binh khí sống lại thì đó sẽ là tai họa. Đây là thánh thể, trong cùng thể hệ chỉ có Doãn Thiên Đức mới trấn áp được người. Lục Nha của tàn khốc, hung ác như dã thú. Đinh ba treo trên đầu nặng nề lơ lửng, phủ xuống đừng đạo ánh sáng như lụa. Chính là nhờ nó mà hắn mới không bị dị tượng của Diệp Phàm cắn nát. Ánh mắt Diệp Phàm phát lạnh, không nói một lời, ngừng động tác, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Lúc này hắn không dụng thần thuật, thúc đẩy thần nữ lô chuẩn bị tể ra, dùng bí quyết chữ binh nắm giữ có thể phát huy. Uy lực mạnh nhất, đạo tâm tan vỡ, vô vọng chứng đạo, nhưng ta còn có biện pháp giết ngươi. Lục Nha gần như điên cuồng. Chín pháp thân kim ô của hắn là căn bản chứng đạo, nhưng bị Diệp Phàm chém nát. Là một loại đả kích dữ dội chưa từng có tới tin tưởng luôn luôn chiến thắng của hắn từ trước đến nay. Đạo ta đã xa, đạo cơ bị chém, nếu đã vậy ta kéo ngươi cùng xuống suối vàng, theo cùng chín huynh đệ của ta. Lục Nha dung đinh ba, mỗi sợi tóc vàng dựng thẳng như ma hóa, gợn sóng vô tận tràn ra, đinh ba phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta? Diệp Phàm cười lạnh, trong tay hắn nắm giữ thần nữ lô, căn bản không sợ đại địch này. Dưới tình huống bình thường, có lẽ hai người phải đại chiến hơn ngàn hiệp, nhưng hắn chém đi pháp thân cửu đại tổ ô của Lục Nha, mọi chuyện đã khác. Nhất nhật thập ô đan, Lục Nha rít gào trầm thấp, nuốt một viên bảo đan vàng óng sáng bóng to bằng đầu ngón tay vào miệng. Nghe cái tên này, Yến Nhất Tịch liền biển sắc, cảnh báo, mau lui lại, hắn muốn ngọc đá cùng vỡ. Quá biến thái, dùng sinh mệnh chỉ còn một ngày đổi lấy lực lượng 10 con kim ô, Lệ Thiên cũng kêu oai oái. Ở cuối chân trời, phàm là người nhìn thấy cảnh này đều biển sắc, nhất nhật thập ô đan là một loại cấm dược, cực kỳ nghịch thiên tàn khốc. Làm một người hao hết sinh mệnh, sẽ chỉ còn sống được một ngày, nhưng có thể diễn hóa ra tiềm năng gấp 10, quét ngang thiên hạ. Dùng loại bảo đan này sẽ như pháo hoa,
bùng lên ánh sáng chói lọi nhất trong nháy mắt, tiếp đó là tan biến vĩnh viễn, thăng hoa cùng cực, chết trong hoa lệ. A, Lục Nha hét to, xương cốt toàn thân như đang di động, không ngừng nổ vang như pháo trúc, mỗi tấc xương thịt đều bùng lên ánh sáng chói lọi, hắn như đang bừng cháy. Nhất Nhật Thập Ô Đan, mau lui lại. Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên hét to. Diệp Phàm lui ra, thần nữ lô lơ lửng trên đầu bình tĩnh đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Ầm, đột nhiên từ trong bảo đan Lục Nha đã nuốt lao ra một đạo tiên quang, hóa thành một bóng người mờ nhạt. Hắn đứng trên cao nhìn xuống Lục Nha, nói, Tiểu Lục, con làm ta quá thất vọng. Phụ vương, Lục Nha hoảng sợ hô, nhưng lúc này sắc mặt co rút, dược lực đã phát tác. Ở xa xa, mọi người hoảng sợ, tộc vương của bọn họ đã tới. Đó là lão Kim Ô có chiến tích hù chết người, sắp sánh với thần vương đại thành. Đó là lão vương đến 3.700 tuổi, cả đời tung hoành, khi mạnh nhất dám đến nhân vương điện cướp đi thần nữ của bọn họ, tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Cũng chính vì trận chiến này, hắn bị thương căn cơ, bể quan hơn 2.000 năm, cho nên đến già mới có con, nhưng không hề kém cạnh cả nhà 10 vị thái tử. Không phải Kim Ô vương đang bể quan hay sao? Không đạt tới cảnh giới vương giả đại thành sẽ vĩnh viễn không xuất thể, chẳng lẽ hắn bước qua một bước đó? Đây là nghi vấn khiến mọi người khiếp sợ. Phụ thân ngài, Lục Nha cũng giật mình khó hiểu. Tiểu Lục, con làm cho vi phụ vô cùng thất vọng, đạo cơ thì sao, chém thì lại có, sớm muộn gì cũng sẽ mở ra đạo càng rộng lớn. Lão Kim Ô uy nghiêm đáng sợ, con làm cho ngài thất vọng, kiếp sau sẽ làm con của ngài. Lục Nha rất kiên cường, chuẩn bị đi liều mạng. Nếu ngươi chỉ có chút tiền đồ đó, kiếp sau càng không xứng làm con cháu của ta, tỉnh táo nghĩ lại cho ta. Lão Kim Ô quát, nhưng mà con đã nuốt Nhất Nhật Thập Ô Đan, đã không còn sau này nữa. Toàn thân Lục Nha nổi đầy mạch máu, như những con rồng đang di chuyển, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Năm đó khi con lấy thuốc này, đã bị ta tháo đi 6 phần 10 dược tính, con có thể sống sót. Đi thôi, mở một đường máu, vi phụ chờ con. Kim Ô Vương nói, bóng người mờ nhạt. A, Lục Nha hét to, nắm đinh ba trong tay, vung lên đánh tới trước. Tiềm năng gấp 4, chẳng qua là tiêu hao thọ nguyên. Mà thôi, chỉ là tiểu đạo. Diệp Phàm cười lạnh, bước lên căn bản không có một chút kiêng kỵ. Ngươi nói gì? Lục Nha tức sùi bọt mép, hắn là một đời thiên kiêu, là người kiệt xuất nhất tộc Kim Ô. Lại bị Diệp Phàm khinh thường như thế, dùng Nhất Nhật Thập Ô Đan đã đủ nghẹn khuất, lúc này tức giận máu huyết sôi trào. Ta đưa ngươi ra đi. Diệp Phàm không muốn nhiều lời, lấy thần nữ lô xuống cầm trong tay trấn áp tới trước. Uy lực thần nữ lô cao hơn Ô Xí Lưu Kim Đảng, bởi vì nó là do đại đế cổ đúc thành, có huyền diệu vô tận, lập tức trời sụp đất nứt, khí tức thánh nhân viễn cổ tràn ra. Sắc mặt Lục Nha xanh mét, sâu trong linh hồn bay ra một cây cờ lớn tung bay phất phới, hắn cảm ứng được có tộc nhân đang nhắm tới bên này, triệu hồi ra tổ kỳ. Khoảng khắc tinh kỳ dao động che trời, sương mù sôi trào như có 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh tới. 7 cây cờ lớn khác xé gió bay tới, như 7 con tổ ô giáng xuống phần phật rung động. Đây là tuyệt sát thần trận của tộc Kim Ô. Ngày xưa khi ở Thăng Cốc, tộc Kim Ô từng thi triển chí bảo trấn giáo, 8 cây cờ hình thành một tòa sát trận thái cổ có thể so sánh với thánh binh, bởi vì là do thánh nhân lưu lại. Đáng tiếc bị thần linh niệm của nhân hoàng hóa sinh cắt đứt toàn bộ, còn nay lá cờ này chính là cờ gãy. Tuy rằng bị hủy diệt, nhưng vẫn có thần thông vô thượng. Rõ ràng đã có cao thủ tộc Kim Ô đến cứu viện Lục Nha. Ầm, 8 lá cờ phấp phới, Kim Ô bay lên cùng đinh ba chấn động, phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Tộc Kim Ô muốn giết Diệp Phàm, tiêu hao rất nhiều tâm huyết, ngoại trừ đinh ba trong tay Lục Nha, còn có một đám cao thủ cầm tổ kỳ đi ra, hôm nay rốt cuộc có tác dụng. Vô dụng, hôm nay ngươi có triệu hồi một kiện thánh binh cũng không sống được nữa. Diệp Phàm ra tay, thần nữ lô đè xuống. Ta không tin, đinh ba thần cùng tổ kỳ hợp nhất còn không trấn áp được một kiện thánh binh của ngươi. Lục Nha giống to, tiềm năng gấp 4 phát tác, toàn thân như đang thiêu đốt, thần lực kinh người. Ầm, Ô Xí Lưu Kim Đảng cùng 8 cây tổ kỳ đồng thời đánh về phía thần lô. Ầm, thiên địa chấn động, Lục Nha thiêu đốt tiềm năng, cầm một thanh bán thánh binh chống đỡ thần nữ lô, hơn nữa vô cùng điên cuồng như muốn ngọc đá cùng tan. Chấm dứt thôi. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, lúc này hắn không muốn bị thương một chút nào nữa, sợ bị người ta áp chế, lật tay mở ra, xuất hiện một cái đầu lâu đen như mặc ngọc, trấn áp tới trước. Đầu lâu thánh nhân viễn cổ Thái Âm giáo.
mọi người kinh hô. Chiếc đầu lâu sáng bóng như tinh thạch màu đen lập tức cản trở Kim Ô Tổ Kỳ không đầy đủ hóa giải tòa sát trận thái cổ này. Tiếp đó, thần nữ lô đè xuống đinh ba không ngừng rung lên, lục nha phun máu, thân thể vỡ vụn từng đoạn, sắp thấy sẽ bị hủy diệt. Ở tận cùng thiên địa, không biết là nơi nào, đây là một thế giới lửa, khắp nơi đều là thiên hỏa, trong một hang động xa xưa tràn ngập tinh hoa thái dương. Ở vùng đất giáng sợ này, cũng là nơi một người bể quan, lúc này vương giả như ma thần kia bỗng mở mắt, trong hang động cổ bắn ra hai tia chớp lóe. Hắn chính là Kim Ô Vương, một tồn tại cực kỳ khủng bố, người cùng thời đại với hắn đã gần như chết hết, dù là năm đó cũng không có mấy ai đấu lại hắn. Trong nháy mắt hắn tỉnh lại, di tích nguyên khư, viên bảo đan ẩn chứa hư ảnh mà Lục Nha nuốt vào lập tức như được tẩm bố, lại hiển hóa ra vô cùng chân thật. Ta phải xuất quan sao? Kim Ô Vương tái hiện giữa trận chiến lẩm bẩn, một tay hắn nhấc đinh ba cản lại chiêu tất sát của thần lô, trên bầu trời như có 10 mặt trời bùng nổ. Kim Ô hiện hình chiều ở vực ngoại, phàm là người thấy cảnh này đều kinh hãi. Phụ thân, Lục Nha kêu to, hắn biết được lần này hiện hình rất khác với lần trước, phụ thân lúc này có chiến lực hùng mạnh. Lúc này đây, thân thể Kim Ô Vương hiện lên vô cùng rõ ràng, đó là một người trung niên như ma thần, chỉ đứng đó mà đã có áp lực khiến người ta không thở nổi. Ở trong mắt hắn, núi sông sụp đổ, năm tháng xoay vần, sao trời tan biển, vô cùng tang thương đáng sợ. Hắn nhấc đinh ba đứng giữa hư không, nhẹ nhàng chấn động, sóng gió to lớn như cả mảnh trời phải tan biến. Diệp Phàm tay nâng thần lô, thân thể chấn động dữ dội, lui ra hai mươi mấy bước, giữa mi tâm xuất hiện những vết rách, từng tia máu phun ra, rất đáng sợ. Rốt cuộc hắn đứng lại được, sắc mặt lạnh lùng không nói một lời, nhìn về vương giả đáng sợ phía trước. Có chút thú vị, Kim Ô Vương giọng lạnh băng như tới từ ma thần trong luyện ngục. Thân ta cứng rắn, đạo càng vững, ngươi muốn chém nát tiên thai của ta là không thể được, hôm nay dù là ngươi có hiển hóa ra, ta cũng sẽ chém Lục Nha. Diệp Phàm quát, có ta ở đây, ngươi còn có thể chém nó. Kim Ô Vương giọng càng lớn hơn, ù ù vang vọng thiên địa, chấn động mọi người khí huyết sôi trào. Mặc dù hắn hiện hình chiều ở vực ngoại, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, không thẹn là tồn tại như ma thần đương thời. Có ngươi ở đây, ta vẫn chém như thường. Diệp Phàm vô cùng vững chắc nói, vậy sao? Kim Ô Vương hờ hững, như tất cả mọi chuyện trên đời đều không đặt trong lòng. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, hai mắt biển hóa vô cùng đáng sợ, tràn ngập ma tính như hai lỗ đen, bên trong đó sao trời rơi xuống. Vào lúc này, hắn phát ra khí thế vô cùng đáng sợ, như có thể nhìn núi núi lở, nhìn biển biển cạn. Đây là phong phạm của tuyệt đại cao thủ, liếc nhìn khắp đất bàng, lập úp núi sông. Hắn kết thành một thể với đinh ba, uy áp vô hình khiến người ta không chịu nổi, càng không nói hắn nhẹ nhàng chấn động. Mi tâm Diệp Phàm lại xuất hiện vết rách, từng đạo như văn lạc xuất hiện, tơ máu như mạng nhện, hắn như sắp vỡ tan. Tuyệt đại cao thủ, vương giả đại thành, hắn hiện hình chiều ở vực ngoại, cũng không ai chống nổi. Diệp Phàm chạy mau, Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch trong bóng tối hô lên. Không phải chân thân phủ xuống, hôm nay ta chém chắc Lục Nha. Diệp Phàm kiên quyết nói, thúc đẩy thần nữ lô. Nếu thêm một kiện thánh binh, có lẽ còn có hy vọng, bàng không. Kim Ô Vương đột nhiên ngậm miệng, bỗng nhìn về phía kia. Đầu lâu màu đen đang giằng co với đại kỳ tổ ô đột nhiên bùng lên ánh sáng, phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Vào lúc này, thời không hỗn loạn, thiên địa chấn động, tựa như có mấy món thánh binh giao đấu, trong thiên địa nóng cháy, mọi người nhắm mắt lại. Đến khi mọi người mở mắt ra, Diệp Phàm tay nâng thần lô miệng phun máu lui ra, mi tâm thiếu chút bị đánh xuyên thủng. Ở bên kia, sắc mặt Kim Ô Vương lạnh đến cực điểm, một mảnh xương máu tan ra cách đó không xa, tựa như còn có tiếng thét thê lương quanh quẩn. Lục Nha tan xương nát thịt, hình thần hủy diệt. Trong đầu lâu còn ẩn giấu một kiện thánh binh viễn cổ. Kim Ô Vương lạnh lùng vô tình, cũng không vì mất đi đứa con này mà lửa giận ngập trời. Mọi người ngây dại, Diệp Phàm thật sự dám ra tay, chém Lục Nha ngay trước mặt Kim Ô Vương. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 817, Thần Hình. Đầu lâu màu đen sáng bóng lóe ra tia u quang, đây là một thần vật như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thuộc về thánh nhân Thái Âm năm xưa. Lúc này nó phun ra mây màu,
bên trong bốc hơi như có sinh mệnh đang run lên, chính là nó đột phá phòng ngự của Kim Ô Vương. Tiểu Lục, ngươi làm cho ta thất vọng, thân chết đạo tan ở tuổi này, ta gửi gắm hy vọng rất lớn với ngươi, thật vô ích. Kim Ô Vương không có đau buồn, càng không rít gào, hắn rất bình tĩnh như đang nói một chuyện không liên quan tới mình, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng càng là thế lại càng khiến người ta thấy đáng sợ, đây là bình tĩnh trước khi Bao Táp ập tới, núi cao sụp đổ trước mắt mà vẫn như không. Kim Ô toàn bộ 10 vị thái tử đều chết trong tay một người. Vào lúc này, tu sĩ ở chân trời chấn động. Lục Nha đã chết, xương máu tiêu tan, Kim Ô Vương thật sự không có một tia dao động, chỉ nhìn chằm chằm đầu lâu thánh nhân viễn cổ. Những người khác cũng đang suy nghĩ, binh khí truyền lại từ viễn cổ ở trên đời này cơ bản đều có đặc thù, có thể đếm dò ra được, cuối cùng là món nào. Diệp Phàm cười, chỉ dựa vào bí quyết chữ binh đã có thể che giấu hết thảy, tránh thoát mọi người tra xét, trên thực tế có rất nhiều bí pháp có thể ẩn nấp binh khí mà không lòi đuôi. Cũng như năm đó, khi ở thần thành Bắc Vực, người khắp nơi muốn tới giết thần vương áo trắng, trong đó cao nhất là ám dạ quân vương. Mang theo đế binh vô thượng đến, tới nay vẫn có một vụ chưa giải quyết, không biết là kiện nào. Kim Ô Vương xoay người, đối mặt Diệp Phàm, không nói một lời trực tiếp ra tay, trong ánh mắt có trời trăng sụp đổ, núi sông tan vỡ, có tăng thương vạn năm xoay vần. Khoảng khắc này, hồng hoang thái cổ hiện ra, Kim Ô bá chủ thế gian đứng trên đất bằng, tung hoành trời cao, từng đạo ánh sáng xẹt qua bầu trời. Đó là một loại sát khí đè nén, cảnh tượng này hóa thành thế giới hữu hình đè ép tới trước. Mặc dù là hình chiếu hiện hình ở vực ngoại, nhưng vẫn có thần thái vương giả vô thượng, căn bản không thể nói bằng lẽ thường, pháp lực ngập trời thần năng vô tận. Đây là loại công kích kinh thiên, mọi người không thể thở nổi, đại địa hồng hoang thái cổ cùng cảnh tượng Kim Ô ngang trời xuất hiện, đám người ở chân trời cũng run rẩy. Ở trung tâm, Diệp Phàm tay cầm thần nữ lô đối mắt với mảnh chiến trường cổ xưa như bị sét đánh, thân thể lui ra mấy chục bước. Mỗi lần lui bước, hư không đều sinh ra một mảnh đạo ngân, tiên thai của hắn bị công kích dữ dội, đó là đạo vô hình của vương giả. Kim Ô Vương đang tế đạo, chém giết bí cảnh cuối cùng của Diệp Phàm, vô tình tàn khốc hùng mạnh không thể chống đỡ. Nguyên thần của Diệp Phàm chấn động, người tí hon vàng xuất hiện những vết dạn lan tràn tới tiên thai bên dưới, đây là tình thế nguy hiểm đáng sợ. Nếu tiếp tục như thế thì hắn sẽ bị chém tiên thai chết tươi, hủy đi đạo cơ trở thành si ngốc, biến thành một cái xác sống. Phốc. Diệp Phàm bị thương phun máu, đối mặt với thần vương đại thành hiển hóa hình chiếu ở vực ngoại như một vị ma thần, áp lực khủng bố. Rắc. Mi tâm của hắn đẫm máu, xuất hiện vết máu đáng sợ, lực lượng xâm nhập chém vào đạo cơ, khiến cho nguyên thần không ổn định. Đây là đạo nghiền ép, là thần năng bản nguyên công phạt, không hình không bóng, Diệp Phàm nâng bảo lô, vận chuyển tâm pháp cổ kinh, thân thể bùng lên ánh sáng vàng, hóa thành thánh vực. Ầm, một cú cuối cùng, xương cốt của hắn như giã nát, từ khi thân thể thành tựu tới nay, tu luyện đến mức này, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Thân thể của ta bị thương. Diệp Phàm lẩm bẩm, kẻ có thể sánh với thần vương đại thành quả nhiên đáng sợ, chân thân chưa tới, chỉ dùng đạo niệm công kích mà đã sắc bén như thế. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, mặc dù ngươi là một con rồng, khi còn nhỏ thì phải co cuộn lại, không phải đối thủ của những mãnh thú. Cùng đạo lý này, tuy rằng Diệp Phàm là thánh thể, hôm nay cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với người sánh vai với thần vương đại thành thì cảnh giới vẫn kém xa. Chẳng qua cuối cùng hắn là hình chiếu hiện ra ở vực ngoại, không phải là người thật, thánh vực hoàng kim của Diệp Phàm vừa xuất hiện, cuối cùng chặn được một kiếp. Hắn bịch bịch lui ra ngoài, thánh vực vàng rực phủ lấy hắn, trở thành một khu bỏ qua vạn pháp, giằng co với Kim Ô Vương. Đáng tiếc, có thể sử dụng lực lượng quá ít, chân thân nên đi ra hoạt động một chút. Kim Ô Vương tiếc nuối, chân thân không đến, hắn phát động công kích có hạn. Ở chân trời mọi người rét, run, Kim Ô Vương hùng mạnh sắp xuất thế, một vị vương giả đại thành xuất quan, trên đời ai dám đối đầu. Đây là tin tức cực lớn chấn động các châu, ngay cả ngoại hải cũng dẫn tới cơn sóng gió cực lớn. Đã bao nhiêu năm rồi không có vương giả đại thành đi ra ngoài, mọi người khó mà nhớ được. Keng, Diệp Phàm ra tay, thúc đẩy thần nữ lô, đầu lâu thánh nhân viễn cổ màu đen bên cạnh cũng chấn động, chấn áp xuống như một chiếc ma tháp. Keng, keng, đó là thánh binh giao đấu, nhanh hơn cả tia chớp, trên cả tinh vực tan giả. Đó là một cỗ thần năng cuồng bạo, dù là tránh ở chân trời cũng bị lan tới. Không ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra, chỉ có ánh sáng và lỗ đen thay nhau xuất hiện,
biến nơi đó thành một mảnh yêu dị, không nhìn thấy được gì khác. Chấn động cuối cùng, bầu trời sáng trở lại, Diệp Phàm lui bước khóe miệng tràn máu, trước ngực hắn có một lỗ máu to bằng nắm đấm, xuyên thủng trước sau gần như dập nát trái tim. Vương giả đại thành thật đáng sợ, hắn nghịch thiên hóa hình chiếu ở vực ngoại, cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể phát huy thần uy như thế. Đây là lời trong lòng của bọn họ, mọi người hoảng sợ, đối thành người khác thì đã sớm hình thần hủy diệt, có lẽ chỉ thánh thể mới cản nổi. Chênh lệch cảnh giới không thể tính toán, vương giả vô địch không gì cản nổi, không phải chỉ có danh tiếng nói chơi. Đáng tiếc, thêm vài tia thần năng là được, lực bất tòng tâm mà. Kim Ô Vương tự nói, hắn chiến đấu bị hạn chế đủ đường. Ầm. Hai tay hắn hợp lại, mặt đất hồng hoang viễn cổ tái hiện, Kim Ô tung hoành hóa thành một cái lò lửa thiên địa. Hai tay hắn vung lên, quỹ tích đạo hiện ra trùm lên Diệp Phàm, muốn dùng thiên địa làm lò, đạo niệm làm lửa tế sống luyện hóa Diệp Phàm. Ở trên đinh lò, đinh ba thần viễn cổ tộc Kim Ô lơ lửng, phủ xuống ngàn vạn tia sáng hỗ trợ ngọn lửa thiêu đốt. Ầm. Chiếc lò thiên địa ngày càng chân thật, Kim Ô Vương đứng trên bầu trời, đạo niệm như lửa trút vào bên dưới, miệng nói, đạo hóa. Lần này mọi người không thấy được, khắp nơi là ánh sáng, đạo niệm thúc đẩy lò, đây là một trận đạo và pháp công kích. Trung tâm ánh sáng, thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng, đây là vương giả công phạt giai đoạn cuối cùng, nếu ứng phó không xong thì có thể hắn sẽ phải ngã xuống. Hắn vung tay, diễn hóa viên thái cực hoàng kim, mở rộng thánh vực, pháp lực ngập trời, ánh sáng vàng trào lên muốn đánh bay chiếc lò. Tiếp đó, tay phải hắn ném ra, tế ra thần nữ lô trong tay đặt trên viên thái cực hoàng kim, ánh sáng chói mắt. Thần lô to bằng nắm tay trở thành một điểm trên mắt âm dương, như một vầng mặt trời trồi lên. Bụp. Tay kia hắn đánh ra, tế ra đầu lâu thánh nhân viễn cổ màu đen, cũng đặt trên viên thái cực hoàng kim, trở thành một điểm trên mặt âm dương khác. Trong chiếc đầu lâu đen này có ẩn quảng hàng khuyết, là mượn từ y khinh vũ khảm trong đó, người ngoài khó mà cảm ứng được. Đây là một loại diễn hóa đáng sợ, ngay cả Kim Ô Vương nhìn thấy cũng chấn động, lẩm bẩm, thần hình. Lúc này, Diệp Phàm chặn đạo hóa, chấn định giữa lò luyện thiên địa, dùng sức chấn động, viên thái cực hoàng kim ngược dòng bay lên, thần uy khiến người ta hoảng sợ, thiên địa như muốn trở về hỗn độn. Giữa ánh sáng và bóng tối kịch chiến, sáng lạn cùng lỗ đen đánh sâu vào, Diệp Phàm dùng viên thái cực hoàng kim phá lò luyện, chiến đấu Kim Ô Vương đáng sợ. Trong quá trình này, hai người đối đầu kịch liệt, thánh binh liên tục rung lên, đánh tới bầu trời không ngừng sáng tối, không thành hình dạng. Lúc này viên thái cực hoàng kim thần uy chấn nhiếp, bởi vì hai mắt âm dương bị hắn đổi thành thánh binh viễn cổ, thần nữ lô cùng quảng hàn khuyết là một âm một dương, vừa lúc khớp với yếu nghĩa. Cuối cùng, một mảnh vực sâu hư không to lớn hiện lên cắn nuốt hết thảy, san bằng mọi thứ, thiên địa tan biến, không nhìn được gì. Không biết bao lâu sau, ánh sáng mới xuất hiện, khi tất cả yên lặng lại, hai người trước sau lao ra từ khe hư không. Kim Ô Vương nhìn chằm chằm phía trước, nói, đương thời, mười mấy năm trước Doãn Thiên Đức diễn hóa ra một loại thần hình nguyên vẹn, hôm nay lại thêm người. Thân thể diễn hóa đến cực hạn, hóa ra hình đạo, là đạo hạnh tinh thâm, một loại thể hiện tiến vào đạo, là phương hướng chứng đạo trong tương lai, phàm là loại biến hóa này đều gọi là thần hình. 4 năm trước, Y Khinh Vũ cũng từng nói khi Doãn Thiên Đức xông qua 108 đạo sinh tử quan ở Quảng Hàn Cung từng triển khai thần hình, còn nàng cũng đã sắp thành công. Xem ra hôm nay không cách nào giết được ngươi. Kim Ô Vương khẽ than một tiếng, 10 đứa con của hắn đều là kỳ tài, lại đều chết trong tay một người. Hắn rất quyết đoán, cầm ô xí lưu kim đảng muốn độn đi. Mọi người kinh hãi, rốt cuộc Diệp Phàm diễn hóa ra thần hình nào. Chặn đứng công kích của một vị vương giả đại thành, quả là nghe rợn người. Hắn hóa thân hình chiếu ở vực ngoại, tuy không phải chân thân, nhưng kẻ thi thuật cũng là một vị vương giả đại thành đó. Lúc này, mọi người ý thức được trong tương lai có một kẻ chân chính có thể quyết tranh hơn thua với chủ nhân bát cảnh cung, chỉ cần không chết, ngày sau chắc chắn xuất hiện một Doãn Thiên Đức thứ hai. Đi như vậy sao, không bằng để lại đinh ba cho ta mượn một thời gian đi. Diệp Phàm dùng hai kiện thánh binh viễn cổ làm mắt âm dương của thái cực hoàng kim, chặn đứng con đường phía trước. Trong binh có ẩn chứa thần linh, một khi thức tỉnh thì trừ thánh nhân viễn cổ ra sẽ không ai hàng phục được, trừ tộc Kim Ô ta ra thì trên đời không ai dùng được, ngươi có lòng tin mạo hiểm như thế. Kim Ô Vương nói, không dùng được, ta có thể dùng thần nữ lô đánh nát, đúc thành phôi thô thánh binh. Diệp Phàm nói, người trẻ tuổi làm việc chừa một đường,
bằng không sẽ không thể quay đầu được. Kim Ô Vương oai hùng như một vị ma thần, tóc rối tung lạnh lùng nhìn lại. Người thân thiện, ta dùng lễ đối đãi, kẻ vung đao, ta sẽ không nhường nửa bước. Diệp Phàm ra tay, dùng hai kiện thánh binh viễn cổ làm mắt âm dương, hắn biến thành thần hình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hình chiếu của vương giả đại thành cũng không chống nổi. Ầm, Kim Ô Vương như thần linh thét dài một tiếng, thiêu đốt quá nửa tinh khí của mình rót vào trong thần đinh ba viễn cổ, đánh về phía Diệp Phàm. Keng, hai mắt âm dương trong thần hình đồng loạt chấn động, bắn ra khí âm dương, phóng thích thần lực đại đạo nghiền nát tất cả. Nhưng mà một chiêu liều mạng của vương giả không thể đánh giá hết, đinh ba xuyên thấu vào tới sát phía trước. Thần hình lại chấn động, đinh ba viễn cổ chém phá hư không, lập tức nhập vào biến mất, bóng dáng mơ hồ. Người trẻ tuổi, ta muốn cho ngươi hiểu được hậu quả của làm việc không chừa một bước. Vừa rồi Kim Ô Vương mượn dùng đinh ba đánh tới trước là muốn ngóc đá cùng tan, toàn thân thiêu đốt thăng hoa đến tận cùng, hóa thành tiên quang đâm vào đầu Diệp Phàm. Tiên thai của Diệp Phàm chấn động, trán xuất hiện vết máu, tiên quang cắm vào. Ầm. Đột nhiên, trong mi tâm Diệp Phàm, một người tí hon màu vàng ôm đỉnh bay ra trấn áp, lúc này thiên địa ngưng động. Kim Ô Vương hét to một tiếng, thân thể mờ nhạt thành cho bụi, chỉ còn một câu không hoàn chỉnh, sau thần hình. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 818, Thiên cơ cổ đạo lánh đời. Mọi người đều nói, thời đại huy hoàng của tộc Kim Ô đã tới, xuất hiện 10 vị kỳ tài, người đời đều cho rằng tương lai sẽ là thiên hạ của bọn họ. Nhưng mà, một khúc ca bi tráng của máu và xương trắng đánh tan nhận thức này, 10 vị thái tử Kim Ô ngã xuống, ngay cả Lục Nha mạnh nhất cũng mất mạng, xám xịt kéo màn. Kết quả này khiến cho tu sĩ thiên hạ xanh mặt, chiến tích như thế, máu cùng xương cốt rơi rụng là do một người gây ra. Diệp Phàm một mình giết hết 10 vị thái tử Kim Ô, chiến tích huy hoàng như vậy có lẽ sẽ được truyền tụng nhiều năm, thậm chí còn trở thành truyền thuyết trong tương lai. Dương cung bắn Kim Ô, đại chiến thần tử, lửa thiêu hình chiếu vương giả đại thành. Mỗi chuyện đều là trận chiến kinh thế, để cho cái tên Diệp Phàm nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Ở trong thời đại thánh nhân không xuất hiện này, ở những năm không thấy bóng thần vương đại thành, chiến tích huy hoàng của cường giả trẻ tuổi tự nhiên chấn động thiên hạ. Mấy đại châu hôm nay không ai không biết, không ai không nghe cái tên Diệp Phàm, hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong thời kỳ này. Nhưng mà, một kỳ tài kinh diễm như vậy, hắn lại là một đoạn trống rỗng, không ai tra ra, tựa như nhảy ra từ không khí. Một trận chiến nguyên khư chấn động thiên hạ. Diệp Phàm quật khởi không quá nhanh quá mãnh liệt, mọi người cho rằng đây là một người có chí chứng đạo, tương lai tử vi cổ tinh vực sẽ không có ngày yên bình. Một cái Doãn Thiên Đức đã rất khiếp người, 14 năm trước giết các giáo chủ thiên hạ không dám lên tiếng, sắc máu đi tới định ra một đoạn truyền thuyết đáng sợ. Hôm nay, lại xuất hiện một tên Diệp Phàm, tương lai chắc chắn long tranh hổ đấu, tiên tam trảm đạo, có lẽ sẽ không cản nổi, con đường chứng đạo đầy máu là không tránh khôi. Trên đường đại đế, anh tài điêu linh, nhân tài thường ngã xuống, khắp nơi là xương trắng, máu giải bài ca buồn. Đây là con đường đắp bằng xương và máu. Không trải qua sát kiếp, không quen nhìn tử vong, không biết cực khổ cùng tai nạn, khó thấy cuối con đường gặp đế, đó là con đường xuyên qua đống người chết. Đại đế cổ nhắc tới là hào quang người người, vô tận sinh linh ngưỡng mộ, nhưng bọn họ cũng đều phải trải qua chém giết như vậy, dùng máu chư vương rửa tội, đạp lên xương cốt đi tới. Ta dám nói, Doãn Thiên Đức chắc chắn sẽ đánh một trận với Diệp Phàm, sẽ không quá lâu. Hại vị vương giả kỳ tài ngút trời, sinh ra trong cùng thời đại thật là một loại. Bi ai, hai người cũng phải ngã xuống một. Mọi người thảo luận nhiệt liệt, người trong thiên hạ đều thảo luận cho rằng hai người sẽ bùng lên ánh lửa sáng rọi trong thời đại này. Mọi người cho rằng Diệp Phàm chắc chắn sẽ đi tìm, trong thời gian ngắn nhất vượt qua cửa khẩu tiên tam trảm đạo không thể vượt qua. Bằng không, tương lai làm sao tranh đấu với Doãn Thiên Đức? Không chỉ liên quan đến ai chứng đạo, còn là đại sự tính mạng, kẻ thua không hề có đường sống. Rốt cuộc Doãn Thiên Đức mạnh cỡ nào? Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không hỏi như vậy. Hắn đại chiến với các thần tử, chấn động đương thời, vẫn không thể thay đổi cách nhìn của mọi người. Trên vùng đất này, mọi người cho rằng Doãn Thiên Đức đáng sợ đến cực hạn, hiện giờ cũng vậy, chưa bao giờ thay đổi. Không cần nghĩ, hắn là người đứng đầu thế hệ, đè lên nhân vật lão tiền bối không thở nổi, 14 năm trước đã một chân bước vào tiên thai tầng thiên thứ ba.
hắn có giải thích sâu sắc về đạo, chưa đạt tới độ cao vương giả, đã từng luận đạo 7 ngày với Kim Ô Vương ở động cổ. Đây là tin tức trực tiếp đơn giản nhất của Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch, làm cho Diệp Phàm nhíu mày không thôi. Mặc kệ nhìn từ mặt nào, Doãn Thiên Đức đều như nhân vật chính trong thiên địa này, là kẻ chứng đạo ở cổ tinh này trong tương lai. Ta nói thật, hiện giờ chỉ có thể tránh né hắn, không thể chống lại, bằng không thì chỉ có chịu chết. Ngay cả Lệ Thiên ngang ngược cũng nói vậy. Hắn tận mắt thấy chiến lực của Diệp Phàm hôm nay, nhưng vẫn nói ra lời như thế, đủ nói rõ Doãn Thiên Đức khủng bố cỡ nào. Nên biết, Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch là cường giả cùng cấp số với Thái Âm Thần Tử, Lục Nha, là mấy người đáng sợ trong đời trẻ tuổi. Hôm nay Doãn Thiên Đức cưỡi châu đi về Tây, dọc theo cổ lộ, tử khí tường hòa mênh mông 8.000 dặm biến mất ở phía Tây. Ai cũng không đoán được sau khi hắn trở về sẽ hùng mạnh cỡ nào, có lẽ đây là một lần trọng yếu trên con đường hóa đạo của hắn. Ta là nam, không phải con gái, không tin ta cho ngươi nhìn. Một tiếng thét vô cùng chói tai truyền tới, Xà Tinh đồng tử Bát Cảnh Cung như bị người ta làm nhục, hét to thảm thiết. Lệ Thiên mặt già đen kịt, bước lên bộc bịch hai đá, mắng, con bà ngươi, Lệ gia ta bụng đói ăn quàng như vậy hay sao, là trống hay mái cũng không nhận ra. Xà Tinh đồng tử mặt nhỏ sợ đến trắng bệch, sụi lơ ở đó, nhưng cuối cùng cắn chặt răng làm ra vẻ thấy chết không sờn, tùy tiện cho ngươi muốn làm gì thì làm. Con rắn tinh này, con biểu tình như vậy nhìn ta, tát cái chết ngươi bây giờ. Lệ Thiên đen mặt nói, nơi này là một ngọn núi thấp, không có cỏ cây, trụi lủi chỉ có mấy hòn đá. Mảnh địa vực này rất hoang vắng, đám người Diệp Phàm tra khảo Xà Tinh đồng tử, muốn biết những chuyện về Bát Cảnh Cung. Sau nửa canh giờ, bọn họ rời khỏi vùng núi thấp này, chém đi một phần nguyên thần của Xà Tinh đồng tử để cho nó một đường sống. Quả nhiên Bát Cảnh Cung không dễ đi vào, phải phù hợp thiên thời, bằng không có một tòa cổ bảo hộ chỉ vào không ra. Hơn nữa cần phải tiến vào Thái Thanh Thánh Cảnh trước, khiến người ta cảm thấy cửa này rất ảo. Sau khi Doãn Thiên Đức rời đi đã đóng cửa, dựa theo trí nhớ của Xà Tinh thì căn bản không thể mạnh mẽ mở ra. Có thần nữ lô trong tay, có thể mở ra Thái Thanh Thánh Cảnh, nhưng mà phải đợi tới đêm trăng tròn mới được, đúng là phiền phức, còn phải nhìn thời tiết nữa. Mấy người Lệ Thiên thảo luận xong, quyết định vài ngày nữa ra tay. Thần nữ lô tiếng ác vang xa, đôi sư huynh đệ nhân dục đạo này muốn rời khỏi cổ tinh đi nơi khác phát triển, quyết định mang theo tất cả các loại pháp khí lưu trong cổ động của giáo. Mấy ngày tiếp theo, tin tức chấn động xuất hiện, Kim Ô Vương xuất quan trực tiếp đi tới Đông Thần Châu, tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm. Quân lâm thiên hạ, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người. Khi nghe được tin tức, đó là một vị vương giả đại thành bế quan nhiều năm rốt cuộc xuất thế. Mấy ngày trước, hắn hiện hình chiếu ở vực ngoại, không phải chân thân, nhưng ra tay cách mấy ngàn vạn dặm, hùng dũng trấn nhiếp. Đoàn hư thần kia đối với người thật thì kém quá xa, khác biệt một trời một vực. Hôm nay chính bản thân Kim Ô Vương xuất hiện, thiên hạ ai chống lại nổi. Lần này tới là vì giết Diệp Phàm, đòi lại món nợ của 10 vị thái tử, đã không biết bao nhiêu năm không xuất hiện vương giả đại thành, thế gian chấn động. Ôi, nếu thuận lợi, thì phải rời khỏi cổ tinh này, thật là không bỏ mà. Lệ Thiên vẻ mặt tà khí có chút thương cảm. Đây là cổ sơ nhân dục đạo, hắn cùng với Yến Nhất Tịch đã dọn sạch mấy tòa động phủ, không còn gì làm nữa. Thúc thúc, muốn khóc thì khóc đi. Đồng Đồng ôm một con thỏ nhỏ trắng tuyết nói. Con bà nó, khi nói chuyện với ta đừng có cúi đầu nhìn con thỏ. Lệ Thiên tức giận. Tiểu Đồng Đồng ủy khuất, ôm con thỏ trắng chạy đi, không để ý tới hắn nữa. Ngươi không bỏ được. Diệp Phàm cười nói. Uổng cho ta nổi danh thiên hạ đệ nhất dâm tặc. Con bà nó ta nói vẫn còn là thiếu nam ngây thơ, chưa từng phá cấm. Lệ Thiên chửi má nó. Phốc. Diệp Phàm trực tiếp phun nước trà đang uống ra, nếu không phải có thần quang hộ thể thì Lệ Thiên tuyệt đối sẽ bị phun nước đầy mặt. Ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không? Nhìn ngươi không tin, ôi, ta nhìn mỹ nữ thứ 9 nhân tộc tắm rửa, nhìn mỹ nhân thứ 8 tắm linh tuyền. Cũng may mắn thấy được mỹ nhân thứ 5 cởi áo trong khuê phòng, nhưng mà ta thật sự chưa làm gì cả, lại bị người ta cắm đầu đuổi giết khắp lục địa, ta, oan lắm mà. Lệ Thiên tố khổ, tiếp đó thể nói, không sao, bắt đầu tinh vực ta đến đây, các cô bé thái cổ, các thần nữ vạn tộc, ta đến đây, nhất định không phụ các nàng. Yến Nhất Tịch áo trắng tung bay, như mỹ nam tử bước ra từ trong tranh, thần cốt, ngọc tư, khí chất hoàn toàn trái ngược với sư đệ tà khí. Sư đệ, xem xử lý ngọc phù này thế nào. Sau khi thu dọn xong cổ động,
Một chiếc ngọc phù khiến hắn chú ý, trịnh trọng nâng trong tay. Thiên cơ phù lệnh. Lệ Thiên chấn động, nói, ngươi tìm từ đâu ra? Ở trong cho nhang trước đài tổ sư. Đám già trời đánh kia, có phù lệnh trọng yếu như vậy mà ném lung tung như thế chứ, không phải gài con cháu hay sao? Lệ Thiên mắng to các đời tổ sư, chiếc phù lệnh này rất đặc biệt sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, đây là thánh phù của Thiên Cơ Môn, chỉ có thiếu ân tình rất lớn mới tặng ra, cầm nó có thể tới cổ đạo lánh đời tính ra hên xui may rủi, muốn gì có đó. Lệ Thiên rất kích động, bổ sung, hơn nữa, tổng cộng có 4 cơ hội. Thiên Cơ Môn có khả năng quỷ thần khó lường, suy diễn tạo hóa, có thể đưa ra các lời tiên đoán, cực kỳ chính xác. Nhưng mà cũng vì nhìn thấu thiên cơ, sẽ gặp trời ghen ghét, bởi vì dù có thần thuật kinh thế nhưng khó mà thịnh vượng được, mỗi đời đều không có mấy môn nhân, là một trong các cổ đạo lánh đời. Đã sắp rời đi rồi, nhất định phải sử dụng tốt 4 cơ hội này, để ta nghĩ xem muốn thiên cơ lão nhân đoán cái gì. Lệ Thiên lầm bầm, nói, tính xem Y Khinh Vũ có duyên với ta không, con bà nó, nhất định không cần, để cho heo ăn. Ngươi nói lung tung cái gì? Diệp Phàm thật muốn đá chết hắn, tên khốn này đáng cả đời làm thiếu nam ngây thơ, nói chuyện quá khó nghe. Ta nói là đêm trăng tròn hẹn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dù sao cũng phải cùng chúng ta tấn công Bát Cảnh Cung, không cần tính nàng làm gì. Lệ Thiên giải thích, lập tức phải rời khỏi nơi này, thiên cơ phù lệnh nhất định phải dùng đúng chỗ. Yến Nhất Tịch nói, đúng vậy, đã phải rời đi, tất cả mỹ nhân cũng không khác gì xương khô, nhưng ta thật là không cam lòng mà. Lệ Thiên thở dài, nghĩ cho kỹ, còn muốn tính cái gì? Diệp Phàm nói, mấy người bọn họ cùng suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra không ít, như là thần tàng đại đế, bất tử thần dược. Nhưng cảm thấy có chút không sự thật, quên đi, hay là hỏi con đường tương lai sẽ như thế nào. Còn có một thứ, nửa trang cổ kinh của Trường Sinh Đạo Quan Minh Lĩnh Thượng Cổ cùng nửa trang cổ kinh của Nhân Vương Điện, rốt cuộc có bí mật gì? Tương truyền, nếu như hai thứ hợp nhất sẽ là một tờ thần linh cổ kinh nguyên vẹn, náo động mấy năm, nói là hai giáo muốn cùng tham khảo, kết quả vẫn không xong. Thái Uyên, ở phía TAI Thần Châu, lúc này Thiên Cơ Môn cổ đạo lánh đời đóng cửa sơn môn không ra, rất ít người đời thấy được bóng dáng bọn họ. Gần 2.000 năm qua, bọn họ ngày càng ít thấy, chưa bao giờ dự đoán, không suy diễn thiên cơ, gần như khiến người ta nghĩ bọn họ đã mất đi truyền thừa. Trước tiên hỏi con đường phía trước như thế nào, tiếp là hỏi thần linh cổ kinh, ta tràn ngập tò mò với nó. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Diệp Phàm đi tới Thái Uyên, đây là một thâm cốc sâu vào lòng đất, khó thấy ánh mặt trời. Dù là bị trời đố kỵ, cũng không tới mức trốn ở chỗ này vậy chứ. Lệ Thiên líu lưỡi. Bọn họ vừa tới gần Thái Uyên đã bị người ta cản trở, một đạo đồng đi tới đưa ra một cái hộp gấm, nói, thiên cơ lão nhân biết vì sao các vị tới, tất cả đều ở trong hộp gấm. Hắn biết vì sao chúng ta tới đây, ngay cả Diệp Phàm cũng kinh hãi. Tiểu đạo đồng vẻ mặt bi thương, 3 ngày trước khi tổ sư tọa hóa, mỗi một đời thiên cơ lão nhân trước khi chết đều sẽ thông linh, nhìn thấu tương lai xa xôi, tự nhiên đoán được. Thiên cơ lão nhân sắp tọa hóa, mấy người chấn động, hành lễ thật sâu với Thái Uyên. Trong hộp gấm có 2 tờ giấy vàng, đều xếp lại, trên tờ thứ nhất có viết 2 chữ vực ngoại, mở ra thì bên trong cũng chỉ có 2 chữ khả thi. Chúng ta thật sự sẽ rời khỏi cổ tinh này. 3 người không thể, không kinh hãi, cổ đạo này quả nhiên có thần thuật khó lường. Trên tờ giấy vàng thứ 2, viết 4 chữ thần linh cổ kinh, bọn họ có chút kích động mở ra tờ giấy này. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 819, Vũ Hóa Tiên Nhai. Thần linh cổ kinh, 4 chữ này vô cùng bắt mắt, nhanh chóng hấp dẫn tâm thần 3 người. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt, Lệ Thiên còn có chút ngây ra. Trang giấy ố vàng là thiên đạo chỉ độc hữu của đạo gia, trải qua nhiều loại cổ pháp phiền phức gồm ngộ, ế, diễn mà luyện thành, khoảnh khắc mở ra có gợn sóng của đạo lộ ra. Trên hoàng chỉ này có viết mấy chữ mạnh mẽ hữu lực, như rồng vượt biển, trong lòng mọi người nghiêm nghị, lộ ra dị sắc. Đêm trăng tròn, vũ hóa tiên nhai, 8 chữ trong hoàng chỉ này đang thể hiện thiên cơ sao? Là nơi thần linh cổ kinh xuất thế sao? Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh lại được. Chúng ta có phải gặp thiên cơ lão nhân một lần cuối không? Thần sắc Lệ Thiên trịnh trọng hiếm có. Tổ sư phải tọa hóa,
trong 3 ngày cuối cùng sẽ không gặp ngoại nhân, không tiên đoán, bằng không sẽ mang tới tai họa cho cổ đạo ta. Sắc mặt tiểu đạo đồng rất buồn bã. Thiên Cơ Môn là một đạo môn cổ lánh đời, nhiều năm qua đều vô cùng ẩn nhẫn. Chỉ vì đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ cho nên gặp phải rất nhiều đại nạn. Các đời thiên cơ lão nhân đều ở thời khác sinh mệnh đi tới cuối đạt đến thông linh, một số lời tiên đoán như thần minh, bọn họ có thể nhìn thấy rất nhiều điều trong tương lai. Nhưng ở thời khắc đó bọn họ lại không thể nói ra, bằng không nhất định sẽ lưu lại đại họa cho hậu nhân. Nói ra thiên cơ thì nếu chỉ chết thảm đã đơn giản, còn có thể khiến đạo môn phải thất truyền. Còn có hai lời tiên đoán tặng ba vị, 10-20 năm sau lại tới. Tiểu đạo động miệng niệm thiên tôn, cúi người thì lễ, nói, Thiên Cơ Môn xảy ra biến cố như vậy, mấy người Diệp Phàm cũng không tiện quấy rầy, ở ngoài Thái Uyên còn tế bái một phen rồi mới rời đi. Trước khi Thiên Cơ Quốc Sư tuyệt đại của Tử Vi Thần Triều tọa hóa đều dùng đạo lực suốt đời thôi diễn, cho biết thần triều sẽ đại hưng thịnh, có thần anh trời giáng, trở thành thần chủ. Nhưng sau khi những lời này vừa ra, Ấu Tôn chết non, con cả trọng thương sắp chết. Từ đó cho thấy người tiết lộ thiên cơ sẽ gặp phải thảm thiết bực nào. Ở trên đường, Yến Nhất Tịch thở dài, trong vô hình thật sự có một loại lực lượng sao? Có thể đoán được tương lai, thiên cơ, trời phạt rốt cục là gì? Diệp Phàm tự nhủ. Điều này rất kỳ diệu, tìm kiếm đủ loại thần dị của thiên cơ. Thời viễn cổ từng có mấy vị thánh nhân chuyên môn nghiên cứu. Yến Nhất Tịch nói, ồ, nói thêm chút, rốt cuộc có điều gì? Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú. Theo lời mấy vị thánh nhân viễn cổ thì không nhất định là có thiên, hết thảy đều là biến hóa. Mấy vị thánh nhân viễn cổ đều có đại trí tuệ. Bọn họ dùng đạo lực dễ hiểu nhất để diễn đạt khiến những thường nhân cũng dễ dàng lý giải. Dựa theo lời bọn họ thì mọi sự vật đều có quỹ tích riêng, trong di chuyển biến hóa ngẫu nhiên sinh ra linh quang. Bắt giữ được loại quỹ tích này cũng chính là đoán được tương lai mà thôi. Ví dụ như khi chiếc lá cây hóa vàng, khoảnh khắc khi nó rơi khôi cành cây, mọi người đều đoán được nó sẽ rơi xuống mặt đất. Ngay khi sông lớn vỡ đê, mọi người trong hoảng sợ cũng biết được dòng nước nhất định sẽ cuốn hủy thôn làng. Những điều này rất dễ hiểu, mọi người không cảm thấy được, không cho rằng đó là lời tiên đoán. Nhưng kỳ thật nếu có thể miệt mài theo đuổi, làm phức tạp hóa những điều này thì sẽ đạt tới cái gọi là thôi diễn thiên cơ. Ở thế giới này, có một ít nhân mà ta có thể đoán ra được quả, có thể gọi là suy đoán tiên cơ. Bất kể là ngươi hay là vật, là sự, việc thì đều có quỹ tích di chuyển. Nếu chúng ta thấy được nửa trước thì có thể đoán ra quỹ tích tiếp theo. Đương nhiên, vạn vật đều luôn biến hóa, không ai có thể chân chính phán định tương lai. Như lá vàng không nhất định sẽ rơi xuống đất mà nó có thể bị gió lớn thổi bay đi, mắc lại vào một thân cây khác. Ví dụ như sông lớn vỡ đê cũng có thể giữa đường đổi hướng, không nhất định quét hủy mất thôn trang. Diệp Phàm sau khi nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, mấy vị thánh nhân viễn cổ trình bày và phân tích đơn giản khiến mọi chuyện đều vô cùng dễ hiểu. Nói như vậy, trước khi thiên cơ lão nhân tọa hóa đã cho chúng ta hai lời tiên đoán, nhiều khả năng sẽ phát sinh nhưng không nhất định là đúng. Lệ Thiên nói, tuy nói mọi người, sự việc, sự vật đều có quỹ tích nhưng đúng là không thể dự đoán được hết các biến cố. Tuy nhiên, bọn họ đối với điều này cũng không quá để ý vì con đường phía trước vốn tràn ngập những điều không xác định được, ngay cả thiên cơ lão nhân cũng chỉ nói bốn chữ là vực ngoại khả thi mà thôi. Trời phạt thì sao? Diệp Phàm hỏi. Dựa theo lời của mấy vị thánh nhân viễn cổ thì đó chính là một loại đạo lực mà thôi. Yến Nhất Tịch nói. Khi một người ngẫu nhiên thần quang khẽ hiện, hắn cảm giác siêu thoát lên, bao trùm trên quỷ tích, nhìn tới, hiểu được con đường phía trước, tương lai. Mà lúc này, hắn cũng đã phát động lực lượng của nguyên quỹ tích. Loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, khi ngươi hiểu rõ, nắm bắt được thì ngươi cũng đã quấy nhiễu quỷ tích của nó, dao động của nó tạo ra một loại ảnh hưởng đối với ngươi. Rất có đạo lý. Diệp Phàm gật đầu, mấy vị thánh nhân viễn cổ quả nhiên rất cao, gần như hiểu được sự huyền bí của đạo và loại này. Ta đứng trên ngọn núi này, nhìn thấy con đường phía trước, có phải cũng được coi là đột phá một loại quỹ tích, có bị đạo lực tác dụng không? Lệ Thiên hỏi. Đúng vậy, tuy nhiên lại quá bé nhỏ vì. Đây là điều cơ bản, mỗi khắc chúng ta đều luôn đối mặt với lực lượng quỹ tích mà. Cần gì phải phức tạp như vậy, ta làm việc của ta, đi con đường của ta. Quỹ tích, đạo lực, đạp lên tất cả, kẻ nào chắn đường ta, chém. Mấy người vừa đi vừa nói, dần rời xa Thái Uyên. Vũ Hóa Tiên Nhai nằm ở phía ạ cực đông của Thần Châu, tiếp giáp với biển xanh mờ mịt,
là một nơi có rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Truyền thuyết về tiên là một đề tài nói mãi không hết, bất kể là ở Bắc Đẩu Tinh Vực hay là viên cổ tinh này, thủy chung mãi là một đoạn thần thoại. Có người nói đại đế cổ từng rời khỏi thế giới này ở Vũ Hóa Tiên Nhai, vì thế nên mới không có đế bí, không có vũ khí cực đạo. Còn có người nói đây là một vách núi rơi xuống từ tiên giới, ở Thái Cổ từng có một đại thánh của nhân tộc từng tận mắt nhìn thấy. Càng có người nói rằng đây chính là nơi vũ hóa thành tiên. Nếu muốn thành tiên, nhất định phải rời đi ở nơi này. Mặc kệ nói như thế nào, trong sách cổ đích xác ghi lại rằng hai vị cổ hoàng Thái Âm và Thái Dương đều biến mất từ nơi này, tuy không nhiều chứng cứ nhưng cũng được rất nhiều người tán thành. Thần Linh Cổ Kinh, Đêm Trăng Tròn, Vũ Hóa Tiên Nhai, đoạn này. Nếu không đi quan sát một chuyến, mấy người Diệp Phàm thật sự không quên được. Nhưng mà xung đột với một bát cảnh cung thì cũng là một lựa chọn rất bất đắc dĩ. Mặc kệ nói thế nào, hãy đi tới Vũ Hóa Tiên Nhai đã, sau đó mới chạy tới bát cảnh cung. Nếu thực sự không kịp thì chờ trăng tròn tháng sau lại tới. Biển rộng mênh mông, hàng ngàn hàng vạn con sóng vỗ bờ, khôn cùng mà mờ mịt. Lực lượng một người dù cường đại thế nào đi nữa nhưng đối diện với cảnh tượng này cũng sẽ khiến tận sâu trong đáy lòng sinh cả cảm giác bé nhỏ. So sánh với một biển rộng bao la vô tận, con người đúng là quá bé nhỏ không đáng kể. Mỗi khi thế này đều khiến ta nổi lên cảm giác vô lực, có bao nhiêu mỹ nữ của không thể lấp đầy biển nước này. Lệ Thiên nói, thúc thúc, có phải hay không trong mắt dâm tặc luôn chỉ có mỹ nữ? Ta thật sự nghĩ mãi không ra. Đồng Đồng lúc này nói xen vào, biến, không nói với ngươi. Vinh nhục được mất, hào ngôn tráng cử, tính toán tới đau cả đầu nhưng khi đối mặt với đại dương mênh mông thì đều khiến ý chí người ta thư sướng, quên đi hết thảy. Yến Nhất Tịch nói, trên biển xanh, một thân ảnh như mộng ảo đang đạp sóng bay tới. Từ xa nhìn lại đó như một ánh mặt trời dâng lên lúc bình minh. Dáng người thon dài, hoàn mỹ, mái tóc tung bay, làn da sáng bóng như ngọc, toàn thân lóe sáng. Trên khuôn mặt trái xoan sáng ngời, hai mắt như hai viên bảo thạch. Ước hẹn với Diệp Phàm, Y Khinh Vũ đã tới. Ngay đêm nay, hơn phân nửa sẽ diễn ra một hồi đại chiến, cũng có thể sẽ sinh ra đại cơ duyên. Dù sao cũng liên lụy tới Thần Linh Cổ Kinh. Gió biển thổi tới, sắc trời dần ảm đạm, khi chút ánh sáng sót lại biến mất, trời chiều hoàn toàn đã qua, nhường chỗ cho bóng đêm đen tối. Vũ Hóa Tiên Nhai đứng sừng sững bên bờ biển, cũng không phải quá cao nhưng trong màn đêm lại hiện ra vẻ hùng hồn, nguy nga như một tòa thần nhạc vừng trài, trấn áp cả Đông Hải mênh mông. Đám người Diệp Phàm đều sớm biến mất, lặng lặng chờ đợi, muốn chờ xem rốt cục sẽ phát sinh chuyện gì. Dần dần, mặt trăng dâng lên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mặt biển như khoác một tầng lụa mỏng, mông lung mà trắng nõn. Vũ Hóa Tiên Nhai hiện ra sự bất phàm của nó, như một khối tiên thai trong suốt, dẫn động tinh hoa thiên địa. Đối ứng với tinh tú đầy trời, khiến người ta nghĩ rằng nó thật sự có thể vũ hóa phi thăng mà đi. Trong đêm trăng tròn này, mọi thanh âm câu tích, ngay cả biển xanh cũng như ngưng lại. Đến, Lệ Thiên nhẹ giọng nói. Ở bầu trời xa xôi, 18 chiến thuyền như 18 đám mây bay tới, che phủ bầu trời, hiện ra 18 bóng đen trên mặt đất khiến lòng người vô cùng áp lực. Đây là chiến thuyền Nhân Vương Điện, chỉ có thể là mấy nhân vật cao quý nhất mới phô trương như vậy. Thanh âm Y Khinh Vũ rất nhẹ nhàng, thu hút như thanh âm của tự nhiên. Bên kia, Yến Nhất Tịch cũng nhỏ giọng nói, lại có người tới. Mặt biển vô tận như viên bảo thạch, không có tia gợn sóng nào, lóe ra nguyệt huy sáng lạn. Mà lúc này, có một cổ đạo quan thật lớn đang bay qua nó, lặng lẽ tiến tới. Đây là Trường Sinh Đạo Quan thượng cổ của Minh Lĩnh, cổ kiến trúc này sừng sững ở đó không biết bao nhiêu vạn năm, không ngờ hôm nay đột nhiên di chuyển tới nơi này. Y Khinh Vũ nhỏ giọng nói. Mấy người đều cả kinh, đạo môn cổ này thật rất ẩn nhẫn, các đời đều chỉ có mấy người nhưng mỗi một người đều vô cùng cường đại, như tam khuyết đạo nhân đương thời, sâu không lường được. Thực hiển nhiên, Nhân Vương Điện và Trường Sinh Quan muốn trao đổi Thần Linh Cổ Kinh, lần này hưng sư động chúng như vậy nhất định là muốn diễn ra mà không thể không được giải quyết như mấy lần trước. Cổ kinh do thần linh để lại, chỉ có một tờ, phân làm hai nửa cao thấp nhưng vô cùng thần bí, truyền lưu từ thời viễn cổ, không ai không động tâm. Về phần truyền thuyết của nó thì chỉ có hai chữ, bất tử. Cũng vì vậy cho nên được người đời xưng là tiên kinh, tục truyền nếu được một tờ cổ kinh đầy đủ, khi luyện thành thì dù muốn chết cũng khó. Đêm trăng tròn, nhất định sẽ có một hồi đại kiếp nạn, các ngươi nếu biết thì chắc chắn cũng có người khác biết.
mấy vị vương giả đại thành tọa hóa hư hư thực thực, hơn phân nửa sẽ có mấy người còn sống. Y Khinh Vũ than khẽ. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Già Thiên, chương 820, Thần Linh Cổ Kinh. Dưới đêm trăng là một mảnh sáng tỏ, biển rộng vô tận, ánh sáng vô lượng, trống trải vô ngần, một mảnh cổ xưa. Vũ Hóa Tiên Nhai đứng sừng sững bên bờ biển, toàn thân long lánh như khối tiên thai này đang dẫn động tinh khí thiên địa, đối ứng với tinh tú đầy trời. Ánh trăng như nước đổ xuống, khắp nơi là một mảnh mông lung. Nhân Vương Điện và Trường Sinh Quan cùng lúc đột nhiên xuất hiện, không kinh động thế nhân, lặng yên mở ra vực môn, muốn trao đổi thần linh cổ kinh. Mấy người Diệp Phàm nín thở, nấp trong bóng tối, không dám có chút qua loa đại khái nào. Phía trước khẳng định có cao thủ tuyệt thế. 18 chiến thuyền kia cái nào cũng dài tới mấy trăm trượng, như những đám mây lơ lửng giữa hư không, lóe ra vẻ sáng bóng kim loại lạnh lẽo. Trường Sinh Cổ Đạo Quan đứng đối diện, to lớn mà uy nghiêm, như một điện phủ bất hủ lơ lửng giữa biển rộng, mỗi khối ngói, khối đá đều khắc ấn ký viễn cổ. Hai bên, một cái di động trên hư không phía đất liền, một cái lơ lửng bên biển xanh, dùng Vũ Hóa Tiên Nhai làm phân giới, lặng yên đứng đối diện nhau. Từ mấy năm trước đã truyền ra phong ba, hai bên trao đổi cổ kinh, nhưng sự thật chứng minh mỗi lần đều là một hồi sương khói. Bọn họ đều nắm giữ nửa trang cổ kinh, quan hệ quá lớn, ai cũng không tin đối phương, cho nên mỗi lần đều chỉ là thăm dò mà thôi. Mà nay, cao thủ hai phái đều ra hết, thật sự đã chân chính động thủ. Lần này nhất định phải thu được kết quả, nhất định phải hợp nhất thần linh cổ kinh. Nơi này là một mảnh yên lặng, một vầng mặt trăng chiếu sáng thiên địa, chỉ có một mảnh trắng sáng và yên bình. Mấy người Diệp Phàm căn bản không cảm ứng được chút khí tức nào của những người khác. Chỉ có hai khả năng, một là hai cổ giáo chuyến này vô cùng bí ẩn, thế nhân không thể phát hiện ra. Hai là những người này thật quá đáng sợ, không thể nhận biết được. 18 chiến thuyền này được cho là 18 cổ chiến hạm trong truyền thuyết, có thể tạo thành một tòa sát trận thượng cổ do thánh nhân viễn cổ tạo ra. Yến Nhất Tịch nghĩ tới một truyền thuyết lâu đời. Nhân Vương Điện có một tòa cổ sát trận, là một vị thánh nhân tự mình luyện hóa và bố trí, uy lực tuyệt luân, so với thánh binh truyền thế thì chỉ hơn không kém. Nếu là động thật thì lần này bọn họ nhất định mang tới nửa trang tiên kinh. Nhìn thấy một màn này, mấy người liền đưa ra kết luận. Trường Sinh Đạo Quan thượng cổ của Minh Lĩnh, trách không được đứng sừng sững mười mấy vạn năm mà không đổ, đó hẳn là một kiện thánh binh viễn cổ. Y Khinh Vũ khẽ nói, đôi mắt hiện ra một lũ tia sáng kỳ dị. Làm việc bí ẩn, lại có chỗ dựa vững chắc như vậy cho thấy hai phương đều kiêng kỵ nhau, sợ một phương nổi lên ác ý. Không thể không nói Minh Lĩnh Đạo Quan thật đáng sợ, bọn họ chỉ có vài người nhưng lại có thực lực sánh ngang bất cứ đại giáo nào. Lệ Thiên nói. Một tiếng trống đồng vang lên, một con chiến thuyền thật lớn lóe ra ánh sáng kim loại sáng bóng, một lão già đầu bạc đi ra, tướng mạo rất đẹp lão, tóc bạc trắng như cước, đứng ở khoang thuyền. Trên bầu trời, ánh trăng lập tức như nước đổ xuống, chiếu về phía hắn khiến hắn như do bạc trắng đúc thành, còn cây quải trượng trên tay hắn như một con bàn long màu bạc, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Ở giờ khắc này, hắn phóng xuất ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, như có thể cắn nuốt thiên địa, chấn áp bát hoàng. Là hắn, đệ đệ Phùng Viễn của lão giáo chủ đồn rằng đã tọa hóa của Nhân Vương Điện. Tới nay hắn đã hơn 3.300 tuổi, là một nhân vật thiết huyết mà cường thế ngày xưa. Lệ Thiên nhẹ giọng nói. Phùng Viễn vô cùng đáng sợ, khi còn trẻ tung hoành thiên hạ, chém giết không ít nhân vật cấp giáo chủ, về sau quy ẩn dưỡng tâm nhưng mỗi lần hiện thế đều giết chóc rất thiết huyết. Chi nha, bên kia, trên một đạo quan thật lớn, đại môn màu đỏ mở rộng ra, một lão đạo nhân cất bước đi tới. Người này có vẻ không lớn tuổi nhưng bộ dáng thế ngoại cao nhân, trên mái tóc đen cài một cây châm, mặc đạo bào bát quái, ánh mắt thâm thúy, bước ra từng bước một. Hắn thoạt, nhìn siêu trần thoát tục, không hề tầm thường, Tam Khuyết đạo nhân. Mấy người đều nhận ra hắn do không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là một trong những cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất đương thời. Hắn cường đại tới bực này sao? Có thể đại biểu cho Trường Sinh Quan sao? Lệ Thiên kinh dị. Ánh mắt Y Khinh Vũ nhoáng lên, nhẹ nhàng day hai thái dương nói, đây là phụ thân chính đức của Tam Khuyết đạo nhân. Tu luyện 800 năm nhưng lực áp quần hùng, trong thiên hạ có rất ít người tranh phong được với hắn, trừ khi là vương giả xuất thế. Hắn là phụ thân Tam Khuyết đạo nhân sao?
Diệp Phàm kinh ngạc. Hắn biết có một số đạo sĩ có thể cưới vợ đẻ con, nhưng không ngờ cha con hai người lại giống nhau như vậy. Chính Đức là một đạo nhân thực lực cường đại, tục truyền một chân đã bước vào tiên thai tầng thiên thứ ba, tuy nhiên thủy chung vẫn chưa vượt qua được một cửa này. Khi mấy người truyền âm nói chuyện, phía trước phát sinh diễn biến mới. Phùng Viễn toàn thân lóe sáng, cầm bàn long trượng phun ra nuốt vào Nguyệt Huy, cất bước đi lên tiên thai. Bên kia, Chính Đức đạo nhân siêu trần thoát tục, như một đạo tổ lúc trẻ tuổi cũng từng bước tiến tới, đặt chân lên cổ thai. Hai đại cao thủ của Nhân Vương Điện và Trường Sinh Quan đồng thời bước lên Vũ Hóa Tiên Nhai. Giờ khắc này, 18 chiến thuyền lãnh liệt chói mắt, vẻ sáng bóng dày đặc, xếp thành một trận hình cổ xưa, diễn biến thành sát trận thượng cổ. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh sợ tràn ngập ra, như một người khổng lồ viễn cổ đang thức tỉnh, nhìn xuống thiên hạ, hoành không cổ kim. Sát trận thượng cổ vừa hiện, không hề thua kém thánh binh. Bên kia, đạo quan to lớn cũng mở rộng đại môn, trở thành một cổ giới vô ngần. Đáng sợ khủng bố, đây là cảm giác trực tiếp nhất nổi lên trong lòng mọi người. Đây đúng là một kiện thánh binh viễn cổ, hơn nữa uy lực khủng bố siêu cấp. Sát trận thượng cổ và thánh binh viễn cổ đồng thời nhằm vào Vũ Hóa Tiên Nhai, song phương đều đề phòng. Cao độ, sợ một bên dám gian trá. Ở thời khắc này, không khí vô cùng khẩn trương, hư không cũng như đọng lại, tiếng kim rơi cũng có thể bị mọi người nghe thấy. Mặt trăng tròn to, biển rộng vô tận, bãi đá lóng lánh, lão giả Thiết Huyết Phùng Viễn và Chính Đức đạo nhân đứng đối diện nhau, không ai nói gì, đều tự mình lấy ra một nửa trang giấy đỏ tươi như máu. Ánh sáng màu đỏ chói mắt lóe lên, nhiễm đỏ cả hai người. Gần như cùng lúc vang lên tiếng phượng hót, thanh lãnh mà chói tai. Một tờ thần linh cổ kinh do Hoàng Huyết Xích Kim luyện thành, nếu muốn làm giả cũng là không thể. Loại chất liệu này vô cùng quý giá, trăm năm khó gặp, không ai nguyện ý dùng nó làm giả cổ kinh cả. Cũng không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, ánh sáng màu đỏ xông thiên như vậy mà chỉ nội liễm trong một thước vuông. Mấy người Diệp Phàm nhìn không chớp mắt, đây tuyệt đối là chân kinh không thể nghi ngờ. Hai đại cổ giáo đúng là không giở trò, đều muốn đạt được cổ kinh trọn vẹn. Trong lòng bọn họ nảy lên, đây chính là cổ kinh tiên gia trong truyền thuyết. Chỉ cần luyện thành thì dù muốn chết cũng khó, có sự hấp dẫn và thần bí khôn cùng. Tới giờ khắc này, khắp nơi lại yên lặng như cũ, không có chút gió thổi cỏ lay nào, chỉ có mặt trăng trên cao chiếu xuống ánh sáng dịu dàng. Lão già Thiết Huyết Phùng Viễn và Chính Đức đạo nhân siêu phàm thoát tục đồng thời đưa tay ra. Nháy mắt này, thời gian như ngừng lại, hai bên rốt cục bắt đầu trao đổi cổ kinh. Không hề nghi ngờ, trong lòng bọn họ đều không thể bình tĩnh nổi, nhưng cũng nhanh chóng trở nên bình tâm, đề phòng lẫn nhau và chú tâm phòng ngự. Ánh mây đỏ lưu động, nửa trên hai người đỏ rực lên, tràn ngập một màu đỏ như máu, từng bước lui về phía sau, sau đó tự mình rời khỏi tiên thai. Thật sự là thuận lợi sao? Không ngờ không có ngoại nhân nào sao? Đám người Lệ Thiên vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chẳng lẽ là đám người duy nhất quan sát hay sao? Bí ẩn như thế này thì có lẽ không vương giả nào biết được. Y Khinh Vũ khẽ nhíu mày, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhân Vương Điện và Trường Sinh Quan lúc này đều thả lòng tâm thần, hai kiện thánh binh phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa có chút giảm đi. Hai người đang trên tiên thai cũng âm thầm thở phào, chuẩn bị xoay người. Nhưng đúng lúc này, biến cố kinh thiên phát sinh. Một thân ảnh cao lớn như thiên ngoại phi tiên từ tinh không hạ xuống, nháy mắt đã đi tới, như từ vực ngoài hạ xuống, nhanh tới khó tin. Hắn đánh về phía lão giả Phùng Viễn, năm ngón tay mở ra, uy áp mênh mông như quân lâm thiên hạ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tặc tử ngươi dám! Một loạt tiếng quát chói tai vang lên. 18 chiếc chiến thuyền cổ của Nhân Vương Điện đều sáng rực lên, phun ra tinh huy đầy trời, nở rộ một mảnh dấu vết đại đạo, bao phủ nơi này lại. Sát trận thánh nhân thượng cổ thức tỉnh. Nhưng mà biến hóa trong tiên thai này vượt quá tưởng tượng, thân ảnh cao lớn cường đại tới khủng bố, uy thế áp đảo, một chảo lập tức khiến Phùng Viễn tan vỡ nửa người, cướp được nửa trang cổ kinh vào trong tay. Phốc, hắn lại chụp một chưởng, đánh Phùng Viễn thành đống thịt nát, đương trường chết oan uổng. Nhân vật này cường đại như thế nào? Làm sao có thể làm được hết thảy? Mọi người sợ hãi. Phùng Viễn vô cùng cường đại, đạt tới tiên thai tầng thiên thứ hai, tiểu thai thứ chín không biết bao nhiêu năm, một chân thậm chí đã bước đưa vào tiên tam trảm đạo. Nhưng dù cường đại như vậy nhưng vẫn bị xử lý một cách thoải mái. Người này tuyệt đối là một vương giả đại thành đáng sợ. Ở bên kia cũng tương tự. Một lão nhân gầy còm trống rỗng xuất hiện trên tiên thai, như quân lâm thiên hạ.
Bàn tay hắn ấn xuống, hình thành một thần vực vô địch, giam cầm lấy chính đức đạo nhân, dù hắn muốn động cũng không thể. Phốc. Bàn tay gầy gò của hắn nhẹ nhàng chém xuống, chính đức đạo nhân được xưng là hiếm có đối thủ đã bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, một đạo thần hồn lập, tức lao ra bỏ chạy. Khoảnh khắc ngắn ngủi, hai phiến tiên kinh tạo thành từ hoàng huyết xích kim đã hoàn toàn đổi chủ, bị người ta cướp đi khiến hai đại cổ giáo vô cùng tức giận. Có vương giả đại thành hiện thân, đây tất nhiên sẽ là một hồi đại chiến. Ầm. Đột nhiên, một đạo trường hồng rực rỡ xé trời bay tới, một kích đánh lui lão vương giả thân hình khô gầy, muốn cướp đi thần linh cổ kinh. Vị vương giả đại thành thứ ba xuất hiện, trong ba người có một người là Doãn Thiên Đức. Diệp Phàm lên tiếng vì kim cương trác trong tay run lên, đạo lạc ấn duy nhất không thể hủy diệt có một chút cảm ứng huyền diệu với một trong ba người. Là người nào? Lệ Thiên giật mình, có vẻ là bóng người khô gầy kia. Diệp Phàm nói, khá khen tên Doãn Thiên Đức, không phải cưỡi trâu đi về phía Tây rồi sao? Không ngờ hắn xuất hiện nơi này, chém giết phụ thân kết bái. Yến Nhất Tịch hít sâu một hơi khí lạnh. Ầm. Lại một nam nhân như ma thần xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Người này khác những người khác ở chỗ không cần che giấu, mái tóc dài màu vàng kim rối tung, khí thế thôn phệ núi sông. Kim Ô Vương đã tới. Đây là vị vương giả thứ tư. Giết người của ta, cướp tiên kinh của ta, các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát. Bên trong một chiến thuyền vang lên thanh âm uy nghiêm, sát trận của thánh nhân thượng cổ lập tức bao vây mọi người vào trong. Quả nhiên, dù đã công bố là tọa hóa nhưng vương giả đại thành cũng vì cổ kinh tiên gia mà thức tỉnh. Đôi mắt xinh đẹp Y Khinh Vũ bắn ra mấy đạo tia sáng kỳ dị. Các bạn vừa nghe xong tập 82 của bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.